chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn hắn trước giờ cẩn thận, thắng lợi đã trong tầm mắt, cũng đừng ngã ở vạch đích. Những người đó ở nơi xa hơn, đang bỏ chạy, Lý Hiền Tông cảm ứng vị trí vài cái dấu hiệu khác. Đang bỏ chạy, người chuột ngẩn ra, cười quái dị nói, một mình ở lại cản phía sau thay đồng đội sao, hắn thích làm anh hùng như vậy, chúng ta liền tạo điều kiện cho hắn. Lão đại, tốc chiến tốc thắng, tao sốt ruột không chờ được nữa muốn hưởng dụng hai đại mỹ nhân. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần, rất nhanh kéo gần đến phạm vi 50 mét, người chuột tinh mắt thị lực thật tốt bỗng nhiên lên tiếng nói. Ô, trên người thằng nhãi kia mặc là cái gì? Lý Hiền Tông không lên lời thừa, giơ lên cao pháp trượng. Mà ở một bên khác, Trương Nguyên Thanh vùng cánh tay về phía sau, ném về phía bọn họ một quả cầu lửa nén đến mức tận cùng. Quả cầu lửa gào thét mà tới, rơi ở giữa hai bên, ầm phát nổ, trong ánh lửa bành trướng, thân hình Trương Nguyên Thanh hiện ra, khoảng cách của hai bên từ 50 m kéo gần đến hơn 20 m Hỏa hành, lúc này, pháp trượng trong tay Lý Hiển Tông nhộn nhạo lên ánh sáng âm u yếu ớt. Phanh phanh, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được trái tim trong lồng ngực kịch liệt co thắt lại, tiếp đó dừng đập, cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông quen thuộc ập tới, nhưng một lần này, cảm giác tim đập nhanh đau đớn chỉ duy trì không đến một giây. Nguyên rùa bị pháp bảo âm dương đỡ được rồi. Hả, Nguyên rùa vô dụng đối với hắn, thấy Trương Nguyên Thanh không tổn hao gì, Lý Hiển Tông biến sắc. Trương Nguyên Thanh nhìn Lý Hiển Tông cách đó không xa, nhếch miệng, lộ ra nụ cười nguy hiểm. Vù, hắn cởi pháp bảo âm dương, vung tay ném về phía không trung. Một cử động này, khiến Lý Hiển Tông và người chuột đồng thời dừng lại bước chân chạy như điên, người sau nâng ống trúc, nhắm vào Trương Nguyên Thanh thổi ra một cây kim độc. Phốc, kim độc bắn trượt, bóng dáng Trương Nguyên Thanh biến mất vào hư không. Mà lúc này, pháp bảo tung về phía bầu trời bỗng nhiên mở ra, góc áo cùng ống tay áo như bị đường cong kéo lên, như một tờ giấy, mở ra đến mức tận cùng. Hình thái cực sau lưng áo bảo xoay tròn, Phần màu đen hắt xuống dòng nước trong suốt, hư ảo, phần màu trắng phun ra ngọn lửa nóng rực, lửa cùng nước ùn ùn rơi xuống, hình thành một thái cực bao trùm phạm vi 30 mét. Bên trái là lửa, bên phải vì nước. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Người chuột kêu lên sợ hãi, đây là đạo cụ gì? Người chuột đang ở lĩnh vực dòng nước bao trùm, chỉ cảm thấy từng mạch nước ngầm đẩy mình, người ở trong đó tựa như bèo trôi, đứng vững cũng cần tốn không ít sức, làm sao để chiến đấu? Trong lòng Lý Hiền Tông trầm xuống, dâng lên dự cảm rất không tốt không có bất cứ lời thừa thãi nào lập tức lui ra phía sau thoát ly khu vực cổ quái này trước ông một kết giới trong suốt trận hai người thế mà không ra được đáng chết không ra được chúng ta bị nhốt rồi người chuột đấm từng phát lên kết giới đánh ra gợn sóng trong suốt lý hiền tông mặt mũi âm trầm vùng dao gấp đâm vào trên kết giới so sánh với nắm tay người chuột tạo thành gợn sóng thong thả gợn sóng do mũi đao trong suốt thành dạng sóng cấp tốc nhưng vẫn không phá được kết giới Thái Dương Lý Hiền Tông nổi gân xanh, cơ bắp cánh tay nổi lên, khiến gợn sóng càng thêm kịch liệt. Sau khi rằng co vài giây, hắn thu hồi dao gấp, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không ra được rồi, nghe vậy, tâm thái người chuột có chút sụp đổ, mắt chuột to bằng hạt đậu nhìn chung quanh, nhè răng rít gào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lăn ra đây, lăn ra đây cho bố mày. Cho rằng như vậy có thể vây khốn bọn tao, mày có thể vây đến lúc nào. chương 391, chung kết 4 vất vả giết chết boss, lại đã trải qua chiến đấu tranh đoạt pháp trượng cực kỳ nguy hiểm, thật không dễ gì đi đến cuối cùng, thắng lợi trong tầm mắt, kết quả lại sinh ra khúc chiết, tâm tính ai cũng phải sụp đổ. Ha ha, tiếng cười khẽ từ khu vực trung tâm dòng nước hư ảo bao trùm truyền đến, vây khốn bọn mày. Mày sai rồi, tao không phải vì vây khốn bọn mày. Lý Hiền Tông cùng người chuột theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khu vực trung tâm kia chậm rãi dâng lên một mảng nước hư ảo, ngưng tụ thành hình người, ngũ quan loáng thoáng là bộ dáng nguyên thủy thiên tôn. Trong tay bóng người này nắm một khẩu súng lục nòng lớn, đeo kính đen. Ở một bên khác, đột nhiên lại truyền đến thanh âm tương tự, giết chết bọn mày, mới là mục đích của tao, chuẩn bị sau đây quỳ xuống cầu xin tha thứ chưa. Lý Hiền Tông cùng người chuột bỗng nhiên quay đầu, thấy khu vực bị lửa bao trùm, vị trí trung tâm, từng đám lửa ngưng tụ thành một hình người không ngừng chấp lên, thiêu đốt, trong tay cầm chảy phục ma cùng lưỡi dao khát máu nước lửa phân thân, ở dưới chân bóng người lửa này lẳng lặng nằm đó một cái loa vỏ ngoài màu đen, trong loa quanh quẩn tiếng ca hơi thảm thiết. Anh tựa như một ngọn lửa, lửa hừng hực sưởi ấm em, NS tựa như một ngọn đuối kia, ánh lửa hừng hực chiếu sáng em. Thủy phân thân vừa nói, Lý Hiển Tông, tao từng nói. Hỏa phân thân liền tiếp lời, có hay không một loại khả năng, hôm nay, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thủy phân thân đoạt lại quyền nói, là mày. Trương Nguyên Thanh bây giờ cảm giác rất kỳ diệu, hắn có hai thân thể, hai bộ hệ thống cảm giác, lại không có bất cứ cảm giác không hài hòa nào, giống như mình trời sinh đã có hai thân thể. Muốn nói cảm giác không hài hòa duy nhất, chính là ý thức bản thân phân hóa thành hai bộ phận, một bộ phận hiếu chiến nóng nảy, một bộ phận lạnh lùng cay nghiệt. Mặt khác, dưới trạng thái phân thân, không thể mở ra ô vật phẩm, đạo cụ đã lấy ra có thể sử dụng, đạo cụ chưa từng lấy ra, bị phong ấn ở trong ô vật phẩm. Lý Hiền Tông không nói hai lời, giờ cao pháp trượng, để đá quý ở đỉnh chóp nhộn nhạo vầng sáng âm u hai thân thể đứng ở nơi xa không nhúc nhích hỏa phân thân cười nói vô dụng thủy phân thân nhàn nhạt nguyền rủa không có hiệu quả đối với tao trên mặt lý Hiển tông hoàn toàn không có biểu cảm không có kiệt ngạo không có kiêu ngạo cái tay nắm dao gấp bởi vì quá độ dùng sức mà hơi run rùa ẩn. người chuột thét to điều đó không có khả năng mày có đạo cụ này trước đó vì sao không dùng điều đó không có khả năng hắn vẫn như cũng không muốn tiếp nhận hiện thực trước mắt đoàng đoàng thủy phân thân nâng họng súng hướng người chuột lưng còng bóp cò súng. Người chuột kinh hãi, hơi hạ thấp người, liền muốn bổ nhào sang bên cạnh, nhưng mà, dòng nước hư ảo dâng trào đến, hóa thành trói buộc vô hình, từ bốn phương tám hướng xô đẩy hắn, gắt gao nhốt thân thể hắn ở tại chỗ. Đáng chết, người chuột kinh hãi hô lên một tiếng, thân hình như con cá quấy, da lông bóng mượt giúp hắn hóa giải thế xô đi của dòng nước, thời điểm chỉ mảnh treo chuông, hắn tránh được hai viên đạn chí mạng. Ô, còn là con chuột nước, hỏa phân thân cười lạnh một tiếng, nâng chân đạp một cái. Pháp bào âm dương trên không trung xoay chuyển, cối say nước lửa đổi chỗ, Lý Hiển Tông và người chuột bị nhét vào trong nửa bên thái cực lửa thiêu đốt. Xẹt xẹt, da lông trên thân người chuột bốc khói, phát ra mùi cháy khét, đốt hắn gào thét chói tai chít chít. Hỏa phân thân im lặng biến mất, thi triển hỏa hành xuất hiện ở sau lưng người chuột, lưỡi dao khát máu lướt về phía cái lưng còng. Lý Hiển Tông đi nhanh hai bước, pháp trượng trong tay hung hăng quật ở cổ tay hỏa phân thân, cánh tay lửa ầm ầm nổ tung, lưỡi dao khát máu rời tay bay đi. Đoàn đoàn, thủy phân thân nơi xa quay họng súng, bắn ra từng viên đạn quỹ tích đỏ rực, hỏa lực áp chế, ép Lý Hiển Tông khom lưng né tránh. Cánh tay hỏa phân thân một lần nữa ngưng tụ, không đi cầm lưỡi dao khát máu, lấy tay chộp một cái vào trong ngọn lửa hừng hực, chộp ra một cây trường đao phát ra ngọn lửa cực nóng, chợt bổ xuống. Người chuột rất nhanh nhẹn, chi sau cường tráng bật ra, tránh được trường đao lấy mạng. Hắn còn chưa kịp thấy may mắn, bên tai truyền đến súng vang, đồng thời bụng đau đớn viên đạn xé rách làn da cứng cỏi đục ra hai vết thương khoa trương thủy phân thân mang theo con mắt người quan sát dự đoán động tác của hắn hỏa phân thân nối tiếp không kẽ hở đạp bước tiến lên trường đao lửa từ đuôi đến đầu chém ra ầm một tiếng bụng người chuột nổ tung ra ánh lửa chói mắt hắn đau đớn cuộn mình lại bụng chưa chảy máu nhiệt độ cao chế tạo vết thương có hiệu quả cầm máu nhưng nội tạng hầu như bị đốt thành than cái chết đã không thể tránh né chương 392, chung kết năm không có khả năng, trong cổ họng người chuột phát ra tiếng lẩm bẩm không cam lòng, hào quang trong con mắt dần dần tắt đi. Nhìn thấy một màn này, con người Lý Hiển Tông kịch liệt co rút lại, như là chiếu kích thích thật lớn, theo bản năng triệu hồi ra hộp gỗ, cạch mở ra nắp hộp, để xương ngủ bao phủ khu vực này. Hỏa phân thân kiêu ngạo cuồng vọng cười to nói, vô dụng, nơi này là địa bàn của ta, sân nhà của ta. Thủy phân thân lạnh lùng nói, thủy là mắt của ta, hỏa là khí tức tên kia, vừa dứt lời hai phân thân đồng thời ra tay thủy phân thân hướng nơi nào đó của xương mù dày đặc bắn hỏa phân thân thì ném ra những quả cầu lửa cực nóng nổ ra hiệu quả lựu đạn sức nổ lớn xương mù dày đặc ở dưới sóng xung kích run rẩy tạm thời tản ra bóng dáng lý hiển tông xuất hiện hắn khoác áo khoác dơ bẩn có mùi hai đầu gối quỳ xuống đất viên đạn hoàn mỹ tránh hắn sóng xung kích nổ tung thì bị áo khoác phát ra hào quang màu đen đỡ lý hiển tông thu hộp gỗ về ô vật phẩm lại triệu hồi ra một cây phấn viết màu trắng vẽ ở bên người một cái vòng tròn đây là chỗ rửa cuối cùng của hắn cột sáng màu vàng đất từ trên trời giáng xuống bao phủ lý hiền tông vài giây sau cột sáng tan đi hắn vẫn dừng lại ở tại chỗ trong mắt lý hiền tông lộ ra một mảng tuyệt vọng lúc này hỏa phân thân chạy tới chém mạnh ra trường đao lửa sóng nhiệt ập vào mặt lý hiền tông không thể không gián đoạn cầu nguyện thân thể ngửa ra sau tránh đi đao lửa đồng thời hai mắt hiện ra phủ văn màu đỏ tươi hỏa phân thân đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung, sóng xung kích hung mãnh kèm theo ngọn lửa nóng rực, trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực Lý Hiền Tông. Phốc, Lý Hiền Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hỏa phân thân ở nơi xa ngưng tụ, kiêu ngạo nói, may mắn lão tử phản ứng nhanh, kịp thời tự bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày, mày sao lại phát hiện đạo cụ này? Lý Hiền Tông nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tiếp nhận một tay mơ từng bị mình nghiền áp, thế mà lại ở trong phó bản có biểu hiện xuất sắc như vậy khiến hắn cũng cảm thấy ghen tị chơi phó bản là cần động não cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết lúc ở bệnh viện bình thái mày chỉ là bắt nạt bọn tao cấp thấp mà thôi mày thật sự coi mình là anh hùng hảo hán lão tử nửa tháng bằng mày cố gắng hơn nửa năm mày tính là cái gì hỏa phân thân nóng nảy hùng hổ mắng trên mặt lý hiền tông hiện lên vẻ giận dữ trong lòng lại dâng lên cảm giác thất bại mãnh liệt cùng với cảm giác vô lực đoang đoang thủy phân thân bình tĩnh nổ súng bức bách lý hiển tông làm ra động tác quay cuồng thủy phân thân cười lạnh nói ngu xuẩn nói nhảm với hắn cái gì làm thịt là được chày phục ma tịnh hóa cần tinh huyết hiến tế người đã không phải thân thể máu thịt cầm nó làm gì ném đi có đạo lý có đạo lý hỏa phân thân bừng tỉnh đại ngộ tùy tay vứt bỏ chày phục ma nói đổi địa bàn thủy phân thân nâng chân bước cối say nước lửa đổi chỗ bọc lý hiển tông vào thủy trận mạch nước ngầm mãnh liệt mạch nước ngầm không đâu không có mãnh liệt lập tức hạn chế sự nhanh nhẹn của lý hiển tông thủy phân thân ném ra viên đạn cùng kính mắt thản nhiên nói ngươi tới bắn nói xong hai tay hắn chợt nắm chặt ào ào mạch nước ngầm hư ảo bốn phương tám hướng tràn về phía lý hiển tông nhốt hắn ở tại chỗ cùng lúc đó thủy phân thân đạp nước trượt đi lao về phía lý hiển tông nửa đường nhảy lên cao cao tung gối dầm không kịp tránh né lý hiển tông trầm thấp không xuống giơ ngang pháp trượng ở ngực Thủy phân thân lao bản thân vào ngực Lý Hiền Tông, cũng hút đối phương thét lớn một tiếng, hỏa phân thân ở bên khác bắt lấy cơ hội, điên cuồng bóp cò súng, bắn ra từng viên đạn. Lý Hiền Tông ở dưới mạch nước ngầm ảnh hưởng, phản ứng chậm một nhịp, tuy tránh đi đại bộ phận đạn, ngược phải vẫn trúng một phát. Sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt, cái chán toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Cho người thêm chút thú vị nữa, thủy phân thân búng ngón tay, trong dòng sông cách mấy mét phun trào ra từng sóng nước, như sư tử tuyết như rồng trắng. Chỗ nước thật này bị thủy phân thân hấp thu, hóa thành một người khổng lồ cao 3 mét, ôm chặt Lý Hiển Tông. đoang đoang đoàng, hỏa phân thân điên cuồng bóp cò súng, bắn ra từng viên đạn. Đường đạn màu đỏ sậm bao trùm Lý Hiển Tông bị bao phủ ở dưới nước, tránh cũng không thể, xuyên thấu thủy phân thân, liên tiếp bắn vào trên người Lý Hiển Tông, bắn ra từng đóa hoa máu. Thủy phân thân cao 3 mét nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Ọc ọc ọc, trong miệng Lý Hiển Tông phun ra lượng lớn bọt khí, thân thể trải rộng lỗ thịt máu tươi đầm đìa, Ý thức của hắn nhanh chóng mơ hồ, hình ảnh quá khứ hiện lên như đèn kéo quân. Chương 393, kết toán cùng trở về một. Nghĩ tới người mẹ vứt bỏ chồng con, nghĩ tới cha Ôn Hòa Thiện Lương, lại hiền lành mà bị bắt nạt. Nghĩ tới thời gian vất vả của hai bố con những năm qua, những ký ức quá khứ này, cuối cùng lại chuyển biến thành phẫn nộ cùng không cam lòng cường đại. Ý thức vốn mơ hồ, như hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại. Ta thế mà sẽ chết ở trong tay hắn? Lý Hiền Tông gian nan dùng một tia ý chí cuối cùng mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó, áo khoác dơ bẩn có mùi, dao gấp ở tay phải, pháp trượng suy vong ở tay trái, cùng với phấn viết trong lòng bàn tay hết thảy thu về ô vật phẩm. Từ trong ô vật phẩm triệu hồi đạo cụ, thu về đạo cụ, đều là chuyện của một ý nghĩ. Làm xong tất cả cái này, Lý Hiền Tông suy sụp cúi đầu, mặc kệ bọt khí chóp mũi trào ra của mình trong dòng nước dần dần ít đi, nhỏ đi. Đoàn, hỏa phân thân lại bắn một phát súng, bắn nổ đầu Lý Hiền Tông thủy phân thân lúc này mới tan đi pháp thân, để nước sông ảo ảo rơi xuống. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh giải trừ trận pháp, thái cực trên lưng pháp bào nghịch chuyển, từng ngọn lửa bay lên, lao vào phần màu trắng, từng mạch nước ngầm hư ảo thì quay về phần màu đen. Pháp bào âm dương hạ xuống, vừa vặn rơi ở trên người Trương Nguyên Thanh phía dưới. Ngõ nhỏ nào đó cách xa bờ sông, quan nhã, nữ vương ngã ngồi dưới đất, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, ly ly nguyên thượng thảo chăm sóc hỏa sư chúng độc hôn mê, Lý Thuần Phong đứng ở đầu ngõ canh chừng, cật ngỗ đã thức tỉnh, đang từng chút một khôi phục tinh lực, nhìn mọi người lặng lẽ không nói, vẻ mặt chăm chú, ái náy nói. Xin lỗi, tôi việc gì cũng chưa giúp được, không có ai quan tâm hắn, trái tim mọi người luôn treo lên, bọn họ đang đợi một tin tức, chờ một cái tuyên án. Suốt cuộc, bên tai mấy người truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người trấn âm dương, đánh số 2273, độ khó cấp a đang kết toán phần thưởng thắng rồi thắng rồi nguyên thủy xử lý lý hiển tông rồi chúng ta thắng rồi nghe tiếng nhắc nhở bên tai nữ vương đứng bật dậy khuôn mặt tươi đẹp nở rộ mừng như điên tâm tình cô kích động đứng dậy vừa nhanh vừa mãnh liệt bộ ngực đầy đặn run rẩy như quả đông lạnh lý thuần phong siết chặt nắm tay phấn chấn liên tục phung vài cái tiếp theo lại mắng một tiếng địch phát thiết cảm xúc động lại ở trong lòng lúc này mới nói đây là phó bản hung hiểm nhất tôi từng gặp được dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể lật ngược thế cờ, tôi không làm được, không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S, không hổ là nguyên thủy thiên tôn. Quá lợi hại rồi, Lily Nguyên thượng thảo khuôn mặt vui sướng, áp chế sự trầm muộn, nói, đồng đội tôi trước kia gặp được, so với cậu ấy, chênh lệch quá rõ ràng. Trần Âm Dương là phó bản độ khó cao nhất hắn từng trải qua, hoàn toàn khác với phó bản trước kia, đồng đội cũng hoàn toàn khác. Lý Thuần Phong bình tĩnh cơ trí, quan nhã sâu không lường được sở trường bắn, Nữ vương cùng hỏa đức tinh quân thực lực không tầm thường, huống chi còn có nguyên thủy loại nhân vật cấp ngôi sao này. Kẻ địch trận doanh tà ác bên kia cũng vô cùng đáng sợ. Những kẻ này đều là cao thủ thật sự nha, cao thủ giai đoạn siêu phàm. Sống sót rồi, thật tốt. Lý Hiền Tông bị hắn giết chết ở trong phó bản, chờ trở về hiện thực, không biết phải chấn động bao nhiêu người. Thật sự là, luôn làm ra tin tức lớn như vậy, xếp hạng treo thưởng lại phải tăng lên. Quan nhã nằm tựa về phía sau, như chút được gánh nặng dựa vào bên tường khóe miệng cong lên một nụ cười không tự giác cật ngỗ gầy còm như là nằm mơ cứ như vậy thắng rồi phó bản khó như vậy cứ như vậy để mình vượt qua rồi tính cách trung hậu thành thật hắn có chút hổ thẹn cảm giác mình chưa làm cái gì cả thậm chí còn sướng một phen ở trên người từ quả phụ không xứng vượt qua phó bản lúc này nữ vương hít thở đột nhiên dồn dập thường thường hậu hĩnh quá a à tôi yêu nguyên thủy thiên tôn chết mất mọi người nghe vậy Vội vàng tập trung sức chú ý, xem xét kết toán nhiệm vụ. Quan Nhã nhìn cô gái này thêm một cái. Trong phần thưởng kết toán đạt được vật phẩm, bang phái lệnh thưởng giá trị kinh nghiệm 28%. Kết toán chủ tuyến đã hoàn thành. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đang kết toán phần thưởng cho ngài. Đạt được vật phẩm, pháp bảo âm dương thưởng giá trị kinh nghiệm 30%. Kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Tinh, chúc mừng ngài tấn thăng thần giả dạ du cấp 3. Tinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt cho đạo cụ, bình xịt kẻ kéo dài. Kết toán xong, 10 phút sau rời khỏi linh cảnh, bang phái lệnh quả nhiên có rồi, về sau mình có thể xây dựng tiểu đoàn đội của mình. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, chương 394, kết toán cùng trở về hai Phần thưởng bang phái lệnh xác suất không lớn, cần đạt tới điểm ẩn nhất định mới có thể kích hoạt. Rất hiển nhiên, hai đoàn đội chiến đấu kịch liệt, thế cục liên tiếp xoay chuyển, hắn chỉ huy cùng lật ngược thế cờ, được phó bản tán thành phần thưởng thẻ nhân vật ma quân đúng hẹn tới vẫn như cũng là đạo cụ nhưng nghe tên tựa như không quá thích hợp trương nguyên thanh không có thời gian xem xét đạo cụ mi tâm nóng rát một cơn dấu ấn trăng tròn màu đen hiện ra một luồng thái âm lực mạnh mẽ từ trong dấu ấn phóng thích lấy tư thái gần như mãnh liệt vô lý xông vào trong cơ thể mang đến đau đớn cùng nóng rực sửa chữa gen tổ chức lại sinh mệnh hắn không tự chủ được run lên theo bản năng cúi đầu nhìn cả kinh thấy thân thể của mình đứng ở tại chỗ lại linh hồn xuất khiếu rồi. Một lần trước linh hồn xuất khiếu, còn là thời điểm vừa vượt qua đường hầm xà linh, trở thành thần dạ du cấp 1. Ước chừng 3 phút sau, linh thể trở về trong cơ thể, thái âm lực cuồng bạo mạnh mẽ bình ổn, Trương Nguyên Thanh vừa cảm ứng thân thể biến hóa, vừa mở ra bảng điều khiển thuộc tính, tên họ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, thần giả du cấp bậc 3. Kỹ năng, dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mỹ thuật, linh triện, thần du giá trị kinh nghiệm, 8% giá trị đạo đức, 140 giá trị thanh danh, 40. Linh triện chủ động Linh Văn chỉ thuộc về thần dạ du, có thể vẽ bùa, trận pháp. Ghi chú, đã bổ toàn, có thể vẽ trận pháp luyện chế âm thi. Thần du, nguyên thần thoát ly thân thể, thời gian hạn định 20 phút. Thần dạ du quả nhiên có năng lực linh hồn rời khỏi cơ thể, dù sao sở trường lĩnh vực này, chỉ là không ngờ tới cấp 3 mới có thể học. Mình rốt cuộc mang toàn bộ kỹ năng của thần giả du đều học xong rồi cảm khái xong trương nguyên thanh đang muốn xem xét đạo cụ chợt nghe tiếng cộp cộp truyền đến giày khiêu vũ màu đỏ màu sắc ảm đạm thất tha thất thiểu đi đến khi thì hướng đông khi thì hướng tây giống như đàn ông say rượu bộ dáng không quá thông minh cũng như vậy rồi còn muốn tìm mình khiêu vũ thừa dịp hiệu quả nguyền rủa chưa tan đi trương nguyên thanh lợi dụng bắc thu nó về ô vật phẩm tiếp theo hắn theo thứ tự mang các đạo cụ như con mắt người quan sát thu về ô vật phẩm rốt cuộc có thể chuyên tâm xem xét đạo cụ mới thu hoạch Tên, bang phái lệnh chờ kích hoạt loại hình, lệnh bài. Công năng, thành lập bang phái có thể thăng cấp. Giới thiệu, bang phái lệnh cấp 1, có thể thành lập một tiểu đội 6 người, có thể sáng lập phó bản chỉ thuộc về tiểu đội, có thể lấy được ngoài định mức thưởng giá trị kinh nghiệm thưởng bang chủ là gấp 2 thành viên bình thường, có thể mời đội viên cùng cấp bậc tham dự phó bản, có thể mở ra kho hàng bang phái. Ghi chú 1, phó bản chuyên thuộc về bang phái, nhân số đội viên đạt tới 6 người có thể mở ra ghi chú 2, kho hàng bang phái chưa mở ra, ghi chú 3, bang phái lệnh bỏ qua trận doanh, có thể kéo trận doanh đối địch vào đội. ghi chú 4, thành viên bang phái không thể phản bội nhau, không thể tự giết lẫn nhau. Cái địch, món đồ chơi này so với đạo cụ khác còn quý hơn nhiều, người có năng lực có dã tâm, chỉ cần đạt được bang phái lệnh, cho thời gian, tuyệt đối trở thành một kiêu hùng, ví dụ mình. Mình muốn dùng nó xây dựng đoàn đội nhỏ của mình, tốt nhất là thành lập một đội ngũ độc lập ngoài chính phủ, lấy hành giả hoang dã làm chủ như vậy có lợi cho khai thác con đường nhân mạch không lặp lại cho nên người ngũ hành minh thì thôi trương nguyên thanh triệu hồi ra bang phái lệnh đây là một cái lệnh bài tam giác đúc bằng đồng xanh mặt trước có khắc hai chữ bang phái sau khi cầm bang phái lệnh giao diện màu lam tự động bắn ra trương nguyên thanh ở trên giao diện lấy ngón tay thay bút đưa vào cái tên lâm thời nghĩ ra xiển giáo tinh tên đã bị chiếm dụng mời đặt tên một lần nữa vương giả quy lai vương giả trở về tinh tên đã bị chiếm dụng mời đặt tên một lần nữa phong giả quy lai người chết trở về tinh đặt tên thành công bang phái lệnh đã kích hoạt nhà kho bang phái mở ra ghi chú nhà kho bang phái không thuộc về ô vật phẩm bang phái lệnh là chìa khóa mỗi một thành viên đều có thể mở ra nhà kho bang phái xem xét vật phẩm nhưng cần bang chủ đồng ý mới có thể lấy ra vật phẩm trong kho trương nguyên thanh xem xét giao diện thuộc tính thấy có thêm một tin tức bang phái phong giả quy lai bang chủ tiếp theo trong lòng khẽ giao động mở ra nhà kho bang phái, số lượng ô chữ vật có đầy đủ 20 cái, nhiều hơn ô vật phẩm nhiều. Khóa của nhà kho bang phái chính là lệnh bài, mà không phải thẻ nhân vật. Nếu như vậy, mình hoàn toàn có thể ném người dơm vào trong kho hàng, như thế, người dơm không phải đạo cụ của mình, trả giá vạn vẹo xu hướng tính dục liền có thể hóa giải, để lại trong nhà kho làm phúc lợi cho thành viên bang phái, chính mình cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cái này tốt hơn nhiều so với nộp cho tổ chức. Mắt Trương Nguyên thanh sáng lên, mừng rỡ không thôi chương 395, kết toán cùng trở về ba. Người dơm là một đạo cụ nguyền rủa mạnh, lúc chiến đấu dùng để khắc chế đạo cụ đối thủ, có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Nhưng trả giá là thẩm mỹ dần dần khuynh hướng neo nái, thoạt nhìn, tựa như không phải quá trí mạng với nguy hiểm, nhưng thời gian dài, xu hướng giới tính sẽ vặn vẹo không thể nghịch chuyển, hiệu quả tịnh hóa của chảy phục ma cũng vô dụng. Ý nghĩa sống, cũng chỉ còn nâng mông heo nái, thật đáng sợ, cuối cùng, Trương Nguyên Thanh lấy ra bình xịt kẻ kéo dài thẻ nhân vật thường, bề ngoài nó không khác lắm bình xịt chống dê sồm, mấy giây sau, tin tức vật phẩm hiện ra. Tên, bình xịt kẻ kéo dài, loại hình, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, công năng, kéo dài thời gian, giới thiệu, nó là tác phẩm của một vị phương sĩ. Vị phương sĩ đó lúc còn trẻ, vì kiếm tiền nhanh, chuyên môn bán cho nhà giàu quan lại thuốc tráng dương, được công nhân, người xin thuốc đi mòn cả bậc cửa nhà, Cùng không đủ cầu. Phương sĩ bật ra ý kiến, sản xuất ra bình xịt tiện lợi, Sử dụng một lần, có thể kéo dài 2 giờ, theo người sử dụng chứng thực, xịt thời gian dài, sẽ có sự tăng trưởng. Ghi chú, người biết cai sắc khó bao nhiêu không, người biết không. Cho nên xin làm người đứng đắn, sử dụng cẩn thận. Ảc, trời ạ, mình thấy cái gì, trên đời vậy mà có bảo vật thần kỳ như thế. Trương Nguyên Thanh xem hết tin tức vật phẩm, im lặng thật lâu, trong đầu chỉ một ý nghĩ, địch, lại phát tài rồi. Đàn ông trung niên à, xịt một lần thu phí 10.000 không quá đáng chứ về phần trả giá, hẳn là dùng lâu sẽ nghiện. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, liền nghe được một tràng tiếng bước chân rồn dập truyền tới, quay đầu nhìn, là bọn quan nhã. Lúc này, cách thời điểm trở về khoảng 3 phút, chờ mọi người tới gần, Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người trên khuôn mặt có sự vui sướng, liền cười nói, xem ra mọi người thu hoạch không tệ. May là có cậu, nụ cười trên mặt Lý Thuần Phong ngăn cũng không ngăn được, giá trị kinh nghiệm của tôi đạt tới 90% rồi, có lẽ có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm, xông lên thánh giả. Mặt khác, tôi đạt được một món đạo cụ coi như không tệ, bù lại sở đoàn công kích không đủ của tôi. Nữ vương thản nhiên nói, tôi cũng đạt được một món đạo cụ, giá trị kinh nghiệm đạt tới 87%, mặc dù ở trong cấp 3, tôi cũng là tiêu chuẩn trung thượng du rồi. Phó bản giết chóc giữa năm, tôi cũng muốn tham gia. Đúng rồi Nguyên Thủy, cậu hẳn là sắp cấp 3 rồi nhỉ. Quan Nhã lập tức nhìn qua, tôi đã cấp 3, có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm. Chị Quan Nhã, chị thì sao? Trương Nguyên Thanh cười nói, chị cũng cấp 3 rồi, vẻ mặt quan nhã dại ra, gã này đang làm cái gì thế, ba cái phó bản lên liền ba lần. Đây là tốc độ thăng cấp biến thái gì vậy? Linh cảnh hành giả bình thường, lên một cấp phải qua 3-4 lần phó bản, thậm chí càng nhiều hơn. Tốc độ thăng cấp như vậy, có thể so với tiểu vu bà kia trong gia tộc. Cậu tựa như trở thành linh cảnh hành giả mới hơn một tháng nhỉ. Hẳn là phó bản lần thứ ba, hoặc lần thứ tư của cậu à nữ vương khẽ há hốc cái miệng nhỏ nhắn trương nguyên thanh quay sang nhìn về phía hỏa sư cậu ta làm sao còn chưa tỉnh vậy ly ly nguyên thượng thảo giải thích hẳn là đã khôi phục ý thức nhưng độc tố tê dại thần kinh cậu ta ý thức tỉnh rồi thân thể chưa tỉnh sau khi trở về ngủ mấy ngày là khỏe trương nguyên thanh hỏi tiếp chị quan nhã thương thế ra sao rồi thăng cấp cũng không thể làm thương thế khôi phục nhiều nhất là thể chất tăng cường giảm bớt thương thế ở mức độ nhất định tựa như hắn bây giờ đã rất suy yếu Hận không thể ngủ ngay một giấc. Bây giờ mới nhớ hỏi thương thế của mình, trong lòng quan nhã hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý hắn. Hừ, trương nguyên thanh có chút kỳ quái nhìn cô vài lần. nữ vương nhìn thoáng qua bảng đếm ngược, vội nói mọi người trao đổi phương thức liên lạc một phen đi, có thể cùng chung hoạn nạn chính là duyên phận. Phương thức phát triển mạng lưới quan hệ chủ yếu của hành giả chính phủ chính là kết bạn đồng đội trong phó bản. Bình thường mà nói, như phó bản loại hình đối kháng này, nếu có thể vượt qua ít nhiều đều sẽ bồi dưỡng được tình cảm cùng sự tín nhiệm nhất định, khả năng offline rồi tiếp tục liên hệ cực lớn. Thậm chí, còn có linh cảnh hành giả bởi vậy kết duyên, trở thành người yêu, vợ chồng. Mọi người trao đổi xong phương thức liên hệ, vừa lúc đếm ngược chấm dứt, cảnh vật nháy mắt trở nên vặn vẹo. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ cùng giường hỗn độn quen thuộc. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường biểu hiện thời gian, 5 giờ 20 phút. Tiết trời tháng 5, sắc trời đã sáng, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót réo rắt, cùng với tiếng các ông bà trong tiểu khu dậy sớm loáng thoáng nói chuyện, tường hòa an bình. chương 396, kết toán cùng trở về 4. Trương Nguyên Thanh đứng bên cửa sổ, hít thở không khí mát mẻ ẩm ướt sáng sớm. Mỗi lần từ linh cảnh trở về, hắn đều có loại cảm giác như đã được mấy đời. Trời sáng rồi, mệt quá, buồn ngủ quá, mí mắt Trương Nguyên Thanh nặng nề, mỗi một tế bào của thân thể đều phát ra tiếng thở dài lười biếng, hận không thể cắm đầu ngủ ngay, khôi phục thể lực cùng tinh lực. Hắn quay về bên cạnh bàn, xé xuống một trang giấy, soạt soạt viết. Hôm nay không có thiết học, thức đêm chơi game, không ăn bữa sáng, đừng quấy giày. Dán tờ giấy trên cửa, đóng lại cửa phòng, lại gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch báo cho biết đã từ phó bản đi ra, cắm đầu ngủ luôn. Ngày kế, tiểu khu xa hoa nào đó gần văn phòng cảnh sát, Lý Đông Trạch ở dưới đồng hồ báo thức kêu gọi tỉnh lại đúng giờ phản ứng đầu tiên của hắn là cầm lấy điện thoại di động, xem có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn hay không. Quả nhiên có, hai tin nhắn chưa đọc, một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi đến, một cái là Quan Nhã. Hắn mở tin nhắn Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi ở năm rưỡi sáng trước, thập trường, em ra khỏi phó bản rồi, có chút mệt, nghỉ ngơi trước. Cuối cùng đi ra rồi, ai, thật là, mỗi lần vào phó bản đều làm người ta thấp thỏm lo âu, so với bản thân vào phó bản còn sợ hơn. Lý Đông trẻ cảm khái một tiếng, trái tim treo lên rốt cuộc đặt xuống. So sánh với phó bản hai lần trước, Trấn Âm Dương lần này, tâm tính của hắn đã vững vàng hơn một chút. Quả nhiên, Nguyên Thủy không làm hắn thất vọng, Lý Đông Trạch theo thói quen bắt đầu phân tích, giọng điệu Nguyên Thủy rất bình thản, quan nhã cũng đi ra rồi, phó bản lần này tốn thời gian khoảng 5 giờ, giờ tiêu chuẩn. Độ khó của Trấn Âm Dương ở trong phó bản cấp A, bậc trung bình khá, chủ yếu là trận doanh đối kháng, Nguyên Thủy cùng quan nhã đều là cấp 2, đối thủ bọn họ gặp hẳn không tính là đặc biệt mạnh. Vừa nghĩ, hắn vừa rời khỏi giao diện trò chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem tin nhắn của quan nhã, tin nhắn của cô là vài phút trước gửi đến. Thập trường, tôi cùng Nguyên Thủy đi ra rồi, kẻ địch chúng tôi ở trong phó bản gặp là Lý Hiền Tông. Tôi bị chút vết thương nhẹ, có hơi mệt, nghỉ ngơi trước. Khi nhìn thấy kẻ địch là Lý Hiền Tông, Lý Đông trạch theo bản năng dùng mình, hiện lên ý nghĩ là không xong, Nguyên Thủy cùng quan nhã chết chắc rồi. Tiếp theo mới phản ứng lại, đây là sau chuyện rồi bọn họ đã ra khỏi phó bản cái này ý nghĩa kẻ bại vong là lý hiển tông chuyện là thế nào lý đông trạch nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động người ra như phỗng hai người bọn họ ở trong phó bản gặp được đồng đội thế nào thế mà làm thịt lý hiển tông kẻ mạnh giai đoạn siêu phàm có thể đếm được trên đầu ngón tay là mấy kẻ kia của thái nhất môn hay là chính phủ hoặc là cao nhân ẩn nấp ở dân gian lúc này ngủ cái gì nữa dậy viết báo cáo nha lý đông trạch hoàn toàn không còn buồn ngủ khát vọng đối với báo cáo của hai người bọn họ như mèo cào trong lòng ở một bên khác biệt thự vịnh phó gia trước bàn ăn làm bằng gỗ thịt rộng rãi phó thanh dương cùng linh quân ở dưới sự phục vụ của em gái tai thỏ hưởng dụng bữa sáng một em gái tai thỏ từ ngoài nhà ăn đi vào trong tay cầm một chiếc điện thoại di động kiểu cũ nói thiếu ra điện thoại của tiểu thư quan nhã ô ra rồi à linh quân cười ha ha uống một ngụm sữa hắn trái lại không quá lo lắng quan nhã cùng nguyên thủy hai kẻ này một kẻ quái thai chiến đấu một kẻ đầu óc linh hoạt đạo cụ rất nhiều trần âm dương phó bản như vậy tỷ lệ đại khái là không làm khó được bọn họ vẻ mặt phó thanh dương hơi buông lỏng buông giao nghĩa tiếp nhận điện thoại di động đi ra rồi hắn giọng điệu bình tĩnh như đây là một chuyện nhỏ bé không đáng bàn tới quan nhã ừm một tiếng nói chị đã viết một phần báo cáo cậu xem một chút để trình đến cơ sở dữ liệu hay không cậu tự quyết định chị mệt không có việc gì đừng gọi điện cho chị cô cho rằng nội dung phần báo cáo này không thích hợp trực tiếp giao cho lý đông trạch được phó thanh dương khẽ gật đầu sau khi cúp điện thoại trả lại điện thoại di động cho em gái tai thỏ phân phó cầm máy tính của tôi tới đây linh quân buông xuống giao nghĩa thu hồi tư thái không chút để ý nói quan nhã đây là ý tứ gì phó thanh dương thản nhiên nói xem xong báo cáo thì biết phó bản trần âm dương có chỗ nào tương đối đặc thù cô ấy cảm thấy không thể trực tiếp nộp lên cơ sở dữ liệu. Linh Quân Hồ Nghi nói, tính để phó ra vụng trộm giấu đi, phó Thanh Dương cầm lấy dao nĩa, một lần nữa hưởng dụng bữa sáng, nói cho dù như vậy, cũng không có gì đáng trách. Quan Nhã trừ là thành viên của ngũ hành minh, còn là dòng chính phó gia, có thứ tốt ưu tiên thông báo gia tộc, về tình về lý đều không có vấn đề gì. chương 397, Hiển Thánh trước mặt người ta, một Phó Thanh Dương cũng cảm thấy có thể là chị họ ở trong phó bản Trấn âm dương phát hiện cái gì bất thường. Hai người tiếp tục ăn, thuận miệng nói chuyện phiếm, cậu chừng nào cút về Kinh Thành, ở lại một năm tới năm rưỡi đi, trở lại Kinh Thành lại phải ứng phó đám bạn gái, phiền chết mất. Một năm hoặc năm rưỡi sau, bạn gái Tùng Hải cũng sẽ nhiều đến mức phiền muộn nhỉ. Thật ra cũng không phải đều là bạn gái, tôi thích ở chung với phụ nữ, nói chuyện gió trăng, nói chuyện cuộc đời, tùy tay tặng chút quà nhỏ, là loại kết giao kiểu Playton sau đó, nhưng các cô ấy luôn cảm thấy mình là bạn gái của tôi ai platonic lớp danh từ chỉ tình yêu thuần khiết không có nhu cầu tình dục giữa hai người hổ phụ không có khuyển từ phó thanh dương cười lạnh một tiếng cậu vũ nhục bố tôi thì được nhưng cậu không thể vũ nhục tôi nha ông ta cái người kia sinh con chính là vì bồi dưỡng linh cảnh hành giả tôi khác tôi theo đuổi là kết giao lãng mạn là tâm linh giao dung ngẫu nhiên khó kìm lòng nổi cũng sẽ khát vọng thân thể dung hợp linh quân tức giận nói Lúc này, em gái tai thỏ cầm máy tính quay về, thật cẩn thận đặt ở bên cạnh Phó Thanh Dương. Hắn mở khóa màn hình máy tính, mở hộp thư, tải xuống biêu kiện quan nhã gửi tới. Vài phút sau, Linh Quân chờ mắt nhìn Phó Thanh Dương tư thế ngồi thoải mái, lặng yên thẳng lưng lên, vẻ mặt lạnh nhạt trở nên chăm chú, ánh mắt bình tĩnh chợt sắc bén. Cái này khá hiếm thấy ở trên người Phó Thanh Dương, lấy hiểu biết của Linh Quân đối với hắn, hoặc là gặp việc lớn, hoặc là khiến hắn cảm thấy rung động nếu không gã mặt đơ sẽ không là phản ứng này trên báo cáo đã nói gì linh quân hỏi quan nhã nói trấn âm dương có kịch tình ẩn đội ngũ thực lực khác nhau đi kịch tình khác nhau bọn họ tối hôm qua đã trải qua tuyến kịch tình độ khó cao nhất kia hơn nữa tuyến kịch tình đó trước giờ chưa được vượt qua chỉ có vậy tuyến kịch tình kia có thể tiếp cận phó bản cấp s không ngờ trấn âm dương còn cất giấu kịch tình sâu như vậy chẳng qua linh cảnh phó bản ngàn ngàn vạn phó bản chưa được khai hoang đếm cũng đếm không hết cái này cũng không có gì phải giữ bí mật nhỉ. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, thản nhiên nói, kẻ địch bọn họ gặp, là Lý Hiển Tông. Linh Quân đang uống sữa, phốc một tiếng phun ra. Phó Thanh Dương có bệnh thích sạch sẽ nhíu mày. Linh Quân tùy tay lau miệng một lần, truy hỏi, trong trận doanh hợp pháp có cao thủ. Phó Thanh Dương lắc đầu, là nguyên thủy làm thịt Lý Hiển Tông. Linh Quân ngẩn ra một lát, than thở. Tốc độ trưởng thành của cậu ta tên tiểu tử này khiến tôi có chút tê cả ra đầu, chúng ta lúc trẻ tuổi, cũng chỉ trình độ này nhỉ, cho cậu ta một hai năm nữa, chẳng phải là có thể sóng vai cùng chúng ta, vậy chính phủ tứ công tử, liền thành ngũ công tử rồi. Hắn sau đó cao hứng hẳn lên, thí luyện của trận doanh tà ác mở ra đến nay, lũ nhóc giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh, lần này coi như chút được cơn tức. Ha ha, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của hành giả trận doanh tà ác sau khi nghe được tin tức. Chẳng qua, tôn trưởng lão khẳng định lại phải mất hứng, tôn trưởng lão hồ. Khụ khụ, về sau không chơi chen này nữa." Phó Thanh Dương ném tới ánh mắt nghi hoặc, "Ừm." Linh Quân thở dài, "Đoạn thời gian trước Tôn trưởng lão không phải từ trong linh cảnh đi ra sao, đi diễn đàn dạo một vòng, bỗng cảm khái hậu bối thái nhất môn tu hành buông lỏng, liền triệu viên đình vào kinh, tự mình thao luyện." Mấy ngày hôm trước ông ấy còn phát video huấn luyện đặc biệt đến website chính thức của Thái Nhất môn, nhất thời không ai dám chơi chen này nữa. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, "Hy vọng như thế đi." Hắn cầm máy tính, rời khỏi nhà ăn. Quan nhã ở trong báo cáo, miêu tả chi tiết biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản, bao gồm đủ loại chi tiết, cùng đề cập đạo cụ ẩn tồn tại. Tư liệu chi tiết của đạo cụ quan nhã chưa nói, nhưng chỉ ra rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dựa vào món đạo cụ kia chuyển bại thành thắng. Mà hắn bây giờ phải làm, là trao chuốt thay phần báo cáo này, sửa chữa nhất định, ở dưới điều kiện tiên quyết giữ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đội vượt ải, đánh gục Lý Hiển Tông, giấu đi sự tồn tại của đạo cụ. Báo cáo vượt qua linh cảnh, Tương đương phương án vượt bản, sau khi tải lên cơ sở dữ liệu, hành giả chính phủ đủ quyền hạn có thể đọc được, phương diện này bao gồm thành viên ám dạ mân côi có thể tồn tại, cùng với con sâu làm dầu nồi canh có lui tới với nghề nghiệp tà ác. Quan nhã vòng qua lý đông trạch cho hắn phần báo cáo này, cùng bảo hắn quyết định chính là ý tứ này. Tỉnh Tán Trang, thành phố Con Cua, khu dân cư cấp cao trung tâm thành phố, tầng 16, ban công rộng rãi, nữ vương ngũ quan tươi đẹp vành tai đeo vòng tròn màu bạc ngồi ở trên sofa một người mềm mại, trước người là một cái bàn thủy tinh nhỏ hình tròn, mặt bàn bày laptop tinh xảo. chương 398, Hiển Thánh trước mặt người ta hai Cô đeo kính dâm, khuôn mặt trắng nón, kính dâm màu đen, cùng với đôi môi thoa son, phối hợp ra phong cách ngựa tỉ động lòng người. Giờ phút này, đang cúi đầu trả lời tin nhắn của quan nhã. Hiểu, tôi lúc viết báo cáo, sẽ không mang cái áo choàng kia viết vào. Nữ vương buông điện thoại di động, tiếp tục gõ lách cách ở trên bàn phím. Báo cáo nhiệm vụ cái thứ này, có rảnh lại viết, lướt mạng quan trọng hơn. Sau khi tiến vào trấn âm dương, tôi phát hiện trong đội ngũ thế mà có hai vị đồng nghiệp chính phủ, mọi người nhất định đoán không ra bọn họ là ai. Không sai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng quan nhã của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn đó, đại minh tinh đó, cuối cùng gặp được người thật. Trước tiên là nói về ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ta, ừm, là một chú chó con rất tuân tú. Nữ vương xóa đi chó con, một lần nữa nhập vào. Người trẻ tuổi rất tuấn tú, bộ dáng ngoài 20, sạch sẽ, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp trai hơn. Chúng tôi trải qua cửa thứ nhất là mèo nguyền rủa, quá trình tôi không nói, chỉ có thể viết ở trong báo cáo, tôi chỉ có thể nói cho mọi người, một cửa này cực kỳ mạo hiểm, may có Nguyên Thủy Thiên Tôn chúng tôi mới có thể sống sót. Cửa thứ hai là một quả phụ, nghe nói rất dễ dãi, một vị đồng đội của chúng tôi vô ý bị quả phụ dụ hoặc, thiếu chút nữa đã gì gì đó lại là vì nguyên thủy thiên tôn mới cả đội sống sót không tổn hao gì kế tiếp là trọng điểm mọi người ngồi cho vững trọng điểm đến đây cửa ải thứ ba là hai bên trận doanh cùng nhau đối chiến boss mọi người khẳng định không thể đoán được đội trưởng trận doanh tà ác là lý hiển tông thật sự là quá khéo không ngờ hai người này sẽ chạm trán ở trong phó bản nếu lý hiển tông là nữ tôi cũng hoài nghi bọn họ sẽ có nghiệt duyên không một trận chiến này chúng tôi đánh cực kỳ vất vả Lý Hiển Tông không hổ là cường giả cảnh giới siêu phàm cầm cờ đi trước bảng truy nã, tôi chưa bao giờ gặp được nghề nghiệp tà ác hung hãn như vậy, đánh tới cuối cùng, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói, kẻ địch trở nên không thể chiến thắng, mà chiến lực nhân viên bên ta tổn hao nhiều, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Tôi lúc ấy cũng tuyệt vọng rồi, đã làm sẵn chuẩn bị chết ở phó bản. Nhưng mà, nhưng mà tôi phải nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S, năng lực của cậu ta, trí tuệ của cậu ta, thủ đoạn của cậu ta sẽ chỉ càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Cậu ta dẫn dắt chúng tôi lật ngược thế cờ, thắng nhiệm vụ trận doanh đối kháng, hơn nữa tự tay giết Lý Hiển Tông. A a a chủ thất thật sự là yêu cậu ta chết mất. Biên tập xong bài đăng, nữ vương sửa vài chữ sai, click gửi đi. Trong thời gian kế tiếp, cô lười biếng tựa vào sofa, bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp. Mà trong máy tính, tin nhắn trả lời tinh tinh chưa từng dừng lại, lúc kịch liệt nhất thậm chí một giây đã có vài tin nhắn trả lời. Ha ha, như mình dữ liệu, độ hot tăng vọt, bài đăng của mình khẳng định có thể được ghim, qua nửa tháng nữa, điểm của mình liền tích lũy đủ, đến lúc đó có thể xin làm quản lý diễn đàn. Nữ vương vui vẻ nghĩ, chờ cô không nhanh không chậm uống xong cà phê, đã trôi qua nửa giờ. Nữ vương lúc này mới buông chén, ép 5 bài đăng, xem trả lời, diễn đàn đã sôi trào. Bài đăng được nhân viên quản lý ghim đánh dấu đỏ, năm rộng tháng dài, giả à, chủ thất cô cầy độ hot lừa trả lời như vậy quá đáng nha. Cô bịa đáng tin một chút, ví dụ như Lý Hiển Tông một lần nữa đánh lén Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ chí lại một lần nữa chạy thoát vận rủi. Khương Dương, chủ thất có thể là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, fan viết văn thay idol vãn hồi hình tượng, thuận tiện nâng cao sĩ khí cho các đồng nghiệp chính phủ chúng ta. Miếng trầu thêm điếu thuốc pháp lực vô biên, quả thật, quá khoa trương rồi, từ cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ ba, tất cả đều là công lao của Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng lẽ các người đám đồng đội này đều là phế vật sao, sao tôi chưa từng gặp được đội trưởng châu bò như vậy? Ừm, dù sao nhân vật liên tục vượt qua hai cái cấp S so với quốc bảo còn quý hơn, tôi chưa từng gặp được rất bình thường, nghi ngờ bình thường, không thích đừng chửi. Mười mấy dòng trả lời sau đó đều đang nghi ngờ tính chân thật của bài đăng. Thẳng đến càng nhiều người phát hiện bài đăng này, gia nhập thảo luận, một ít bạn trên mạng tương đối quen thuộc với nữ vương bắt đầu trả lời. Bé Ziegler, đầu tiên, nữ vương không phải fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô ấy ngay cả tứ công tử cũng không fan, đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác, lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy, cô ấy sẽ không vì hot mà viết loại chuyện ngắn gạt người này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nội dung bài đăng là thật, vậy tôi hôm nay việc gì cũng không làm, chuẩn bị hóng hớt trên mạng. chương 399, Hiển Thánh trước mặt người ta, ba. Jenny đa tình, tôi nhớ rõ nữ vương cuối tuần trước gửi bài đăng từng nói, cách thời gian phó bản sau càng ngày càng gần, Cá nhân cảm giác cô ấy nói là thật. Ôi địch, vậy chuyện này to rồi, thật sự có trò hay để xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn Châu vãi. Quả nhân có bệnh, có lẽ vấn đề của tôi không nên gửi bây giờ, nhưng tôi vẫn muốn biết, bị quả phụ dụ hoặc gì gì đó, là chỉ kim khâu đâm phá nhụy hoa đào. Quả phụ xinh đẹp không, ngọt nước không, mọi người đừng hiểu lầm, tôi cũng sắp vào linh cảnh rồi, muốn làm cái nghiên cứu mang tính học thuật. Hai phái ý kiến khác nhau tranh luận không ngớt, đầy độ hot của bài đăng tới cao trào sau đó linh cảnh hành giả phân bộ tùng hải ùn ùn ra sân lý đông trạch ôi trời ơi trong đội ngũ các người không có cao thủ khác thật sự là nguyên thủy xử lý lý hiển tông ô ô mi gót ô mi gót ta kích động muốn một gậy đánh nổ đầu chó của ngươi vương phi tôi nhớ người này không phải cấp trên của nguyên thủy thiên tôn sao hắn đây là ý tứ gì hắn còn không biết vậy nội dung của bài đăng rất làm người ta hoài nghi bạch long nội dung bài đăng thật hay giả tôi không biết nhưng tôi biết nguyên thủy quả thật sẽ ở sắp tới vào linh cảnh, hơn nữa là linh cảnh nhiều người, chúng tôi hôm qua còn từng thảo luận. Thanh Đăng, nữ vương không phải người Tùng Hải, cô ấy không có khả năng biết nguyên thủy sắp tới sẽ vào linh cảnh, bài đăng quá nửa là thật, bằng không nào có khéo như vậy, cậu ta làm như thế nào? Làm người ta quá kinh ngạc, quá không thể tưởng tượng rồi. Quyền vương, đáng chết, tôi bỏ 5 triệu, đánh thực nguyên thủy cùng Lý Hiển Tông tỷ lệ 50 đến 50, mất cả vốn rồi. Có đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải tham dự thảo luận, thanh âm nghi ngờ nhất thời bình ổn, mọi người vừa thảo luận, vừa ngồi ở trước máy tính F5 phương án vượt bản của cơ sở dữ liệu. Trần Âm Dương thuộc về phó bản giai đoạn siêu phàm, hành giả tổ chức cảnh giới siêu phàm đều có thể tìm thấy, cho dù quyền hạn không đủ, không thể tìm đọc, nhưng tìm tòi là không có vấn đề. Thời gian tới giữa trưa, nhân viên quản lý diễn đàn tự mình gửi một bài đăng, Thăng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiền Tông gặp nhau ở Trần Âm Dương, Lý Hiền Tông bại vong thăng chấn động diễn đàn tổ chức. Khách sạn Hoa Vũ, tạ Linh Hy hưng phấn lướt diễn đàn tổ chức, cô đã ngồi ở trước máy tính lướt cả một buổi sáng. Tuy bởi vì không phải nhân viên tổ chức, không thể đăng ký tài khoản, không thể nhắn lại, gửi bài, nhưng chỉ cần xem các bài đăng, bình luận thảo luận Nguyên Thủy Kaka, cô đã rất hưng phấn rất thỏa mãn rồi. Không hổ là người đàn ông mình thưởng thức nha, nhanh như vậy đã báo thù rửa hận. Mình đã nói mà, lấy tiềm lực của Nguyên Thủy Kaka, sao có khả năng ngã ở trên người Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hy thỏa mãn lăn bi chuột, đắm chìm ở trong thảo luận đầy trời như mưa. Các linh cảnh hành giả chính phủ kia, trước hôm nay, còn chỉ điểm Giang Sơn, đánh giá tranh lệch của Nguyên Thủy Ca Ca cùng Lý Hiển Tông, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hừ, bây giờ một câu một cái thiên tôn lão nhân ra, không biết xấu hổ. Độ hot của Nguyên Thủy Ca Ca càng ngày càng cao, tổ chức tạ ác treo thưởng đối với hắn khẳng định sẽ nâng cao. Xin gọi ta nữ vương kia hình như là tỉnh tán trang chúng ta, một câu một cái yêu nguyên thủy thiên tôn chết mất thực sự làm người ta chán ghét lúc này nữ trợ lý cầm điện thoại di động tới thấp giọng nói tiểu thư gia chủ muốn nói chuyện với cô ánh mắt tạ linh hy không rời máy tính thản nhiên nói nói với ông ấy bởi vì ông ấy dạy dỗ tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nguyên thủy thiên tôn rồi cái gì trong loa truyền đến thanh âm phẫn nộ của người đàn ông trung niên linh hy con con sao lại hồ đồ như thế bố cái này không phải ý tứ của bố sao bố Người đàn ông trong điện thoại nghẹn một cái, giọng điệu chuyển sang mềm mại, có thể vãn hồi không? Con có thể thử xem, nhưng mà, tạ Linh Hy thở dài nói, bố, bố phải đổ máu nhiều chút, chuẩn bị sẵn hai đạo cụ, 10 triệu tiền mặt. Thạch tỉnh, khu du lịch nông nghiệp, ánh đèn sáng như tuyết cắt qua đêm tối, chiếc xe hơi màu trắng dừng đỗ ở bên ngoài khu du lịch nông nghiệp. Di tiểu viên ngũ quan xinh đẹp dừng xe tắt máy, mở cửa xe, đứng ở bên cạnh xe, nhìn thoáng qua khách sạn khu du lịch nông nghiệp đèn trói mắt trong đêm đen. Cô hôm nay mặc một cái quần bò nhạt màu, ba lỗ màu đen cùng áo gió kiểu nữ, chân dài mông tròn eo nhỏ ngực bự, dáng người thành thục mê người phát thảo vô cùng nhuần nhuyễn. Khu du lịch nông nghiệp Thạch Tỉnh là một cái chợ đen khác nghề nghiệp tà ác tụ tập mà cô quen thuộc. Chương 400, hiển thánh trước mặt người ta 4. Đoạn thời gian trước vừa biết, chợ đen kia của Thiên Linh Linh bị người ta tận diệt, xác nằm đầy đất, bốc mùi cũng không ai quản. Cuối cùng vẫn là nghề nghiệp tà ác thường đi quán ba trong lòng đất phát hiện hiện trường, sau đó gọi điện thoại thông báo văn phòng cảnh sát, chính phủ lúc này mới tới thu dọn. Sau khi trải qua một bộ xét duyệt nghiêm mật, dì tiểu viên tiến vào khu du lịch nông nghiệp, xuyên qua đại sảnh khách uống rượu tụ tập, ở trong từng ánh mắt kinh diễm, tới sân sau của khu du lịch nông nghiệp, gặp được chủ nhân nơi này. Chủ nhân khu du lịch nông nghiệp là một thôn phụ mặc mộc mạc, trong mái tóc đen sen lẫn vài sợi bạc, tuổi khoảng ngoài 40, đang ngồi ở bên cạnh giếng sân sau, làm váng đậu. Tiểu viên à, người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn thấy, Cúi đầu tiếp tục làm việc. Em rất ít đến chỗ tôi, mấy năm nay đều đang làm cái gì? Người phụ nữ trung niên là thành viên Linh Năng hội, từng là người dẫn đường của Tiểu Viên, đối đãi cô rất không tệ, nhưng bởi vì tư tưởng không hợp nhau, Tiểu Viên không gia nhập Linh nam hội. Đối với vị dẫn đường này vẫn luôn mang theo ái náy, rất ít tìm đến cô ấy. Làm việc ở một khách sạn, Tiểu Viên thản nhiên nói, "Chị Yến, em tới đây mua chút tình báo." Người phụ nữ trung niên chưa đáp lại, tiếp tục làm váng đậu. Tiểu viên nói, em cần tình báo Lý Hiển Tông, chuyện hắn gần đây muốn làm, khu vực ẩn nấp vân vân, càng chi tiết càng tốt. Cô thu thập tình báo của Lý Hiển Tông là vì bán cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gã này còn nợ cô tiền. Tiền chưa trả, cũng không thể bị Lý Hiển Tông thu gặt. Không cần thiết nữa, người phụ nữ trung niên cúi đầu làm việc, có ý tứ gì, tiểu viên nhíu nhíu mày. Lý Hiển Tông bị giết ở trong phó bản rồi, người phụ nữ trung niên nói, cái gì, tin tức này khiến tiểu viên bất ngờ không kịp phòng bị, tuy nói linh cảnh hành giả chết ở linh cảnh, tựa như tướng quân bỏ mình xa trường, là quá bình thường. Nhưng giờ phút này nghe được, vẫn cảm thấy hoang đường buồn cười. Một thiên tài mạnh như vậy, cứ thế chết rồi, vận may của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có hơi tốt quá. Tiểu viên trầm ngâm nói, là tin tức binh chủ giáo truyền ra. Không, là ngũ hành minh, người phụ nữ trung niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẩy tay sạch sẽ, nghiêm mặt nói, tin tức trong diễn đàn ngũ hành minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý hiền Tông vào cùng phó bản, vị thiên tài kia của binh chủ giáo bị giết rồi. Tiểu viên ngây dại, người phụ nữ trung niên nói không nhanh không chậm, nguyên thủy thiên tôn treo thưởng lại tăng một bước, xếp thứ bốn, thưởng cực kỳ lớn. Em nếu thiếu tiền, có thể thử săn giết hắn, Tùng Hải cùng thành phố Kim Sơn không xa, ai, chính phủ xuất hiện một thiên tài như vậy, rất nhiều người đều ngủ không yên, đều sợ lại có thêm một gã phó thanh dương. Cô nói xong, đánh giá tiểu viên đang ngây người, lông mày lặng yên nhíu lại, làm sao vậy? Gã này, Tiểu viên phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, thuận miệng lấy lệ, em biết rồi, nếu có cơ hội, em sẽ săn giết Nguyên Thủy. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà như máu. Thời gian là 6 rưỡi chiều, hắn thần thái sáng láng mở mắt, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể quyền đánh tu la, chân đạp nguyên soái, giống một tiếng quát lui thái nhất môn chủ, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Sỏ dép lê, tới phòng khách, ở trong phòng bếp chuyển đến tiếng vang bà ngoại xào nguyên liệu nấu ăn ba cháu đói rồi bà nhanh lên chút nha trương nguyên thanh kêu ngao ngao bà ngoại mặc kệ hắn trương nguyên thanh chào ông ngoại trở lại phòng ngủ hắn cầm lấy điện thoại di động tắt chế độ máy bay lật xem tin nhắn chưa đọc quan nhã ở giữa chưa gửi cho hắn một tin nhắn nói phương án vượt bản cô đã viết xong cùng dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe trương nguyên thanh rời khỏi phần mềm nói chuyện sốt ruột không chịu nổi mở ra diễn đàn tổ chức Thấy tất cả đều là bài đăng đang thổi phồng mình, nháy mắt tâm tình sung sướng, khóe miệng nhếch lên đắm chìm trong đó, bất chi bất giác đã vượt qua nửa giờ. Nữ vương rất biết điều, chủ động giúp mình hiển thánh trước mặt người khác. Nhân loại quả nhiên cần hiển thánh, hiển thánh trước người khác có thể giải quyết buồn khổ. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên bàn, ở trong ô vật phẩm lấy ra ghi chép tu đạo của âm dương tán nhân. Nhân vật sinh ở cùng một thời đại với Tam đạo sơn nương nương để lại bút ký, không biết sẽ ghi lại bí ẩn gì. Nói không chừng có thể cởi bỏ bí ẩn linh cảnh, cho dù chỉ là một bộ phận. Trương Nguyên Thanh cẩn thận mở ra bìa sách ố vàng giòn tan. Chương 401, Giáp tử sao tu đạo lục 1. Có hai nghĩa, năm giáp tí hoặc 60 năm, mở bìa sách ra, quyển ghi chép tu đạo này trang giấy màu vàng nhạt, phát ra một mùi mốc thoang thoảng, chữ viết tinh tế viết. Thủy hỏa chi đạo, ở chỗ cân bằng, hóa thủy hỏa thành âm dương mới có thể tập thành hàn băng luyện hỏa quyết của sư môn, nhập môn 3 năm, ta đốn ngộ rồi. Lại là thứ tu luyện, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, một lần trước nhìn thấy miêu tả như vậy, là ở Sơn Thần Miếu, trong bản chép tay của oán linh bám trên vai kia để lại, từng đề cập một ít lịch trình tu hành. Thổ nạp tu hành, vẽ bùa vân vân, các nghề nghiệp lớn của Đại Minh là dựa vào tu luyện để nâng cao, mà không phải dựa vào thẻ nhân vật. Cũng có thể là bối cảnh linh cảnh đặt ra mà thôi, bọn âm dương tán nhân đều là NPC, tựa như bà vương cùng từ quả phụ. Ma quân từng đi con đường này, hắn lúc ấy hẳn là có giết chết bọn họ, nhưng về sau reset lại, trừ phi có thể chứng thật âm dương tán nhân chân thật tồn tại trong quá khứ lịch sử. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính trong tay, đăng nhập cơ sở dữ liệu chính phủ, tra tìm chấn âm dương. Nhưng mà, trừ giải rác mấy phương án vượt bản, trong cơ sở dữ liệu chính phủ không có tin tức liên quan chấn âm dương. Ngay cả miếu tam đạo sơn nương nương cũng có ghi lại, mà thôn trấn dân chúng định cư, trong cơ sở dữ liệu lại không có chính phủ là phế vật sao làm kiểu gì thế trương nguyên thanh theo bản năng mắng ra tiếng sau đó mẩn ra một phen mình sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy rồi trương nguyên thanh trầm ngâm vài giây mới phản ứng lại một cái trả giá trong pháp bảo âm dương cảm xúc thay đổi thất thường phù khắc chế khắc chế hắn hít sâu một hơi em m dương tán nhân là người thời minh nhưng đã chết theo hiểu biết trước mắt của mình cường giả thời minh còn sống có thể chỉ lão mõ hắn tiếp tục đọc, bởi vì là chữ phồn thể, tốc độ đọc chậm chạp, đọc hơn 10 phút, đại khái hiểu biết bối cảnh của âm dương tán nhân. Hắn xuất thân một môn phái tên là Thủy Hỏa Giáo, khai phái tổ sư là nhân vật thần tiên thời tống, môn phái này ở Trung Nguyên rất có địa vị, nhưng số lượng đệ tử trong môn cực ít, không phải là môn phái không muốn mở rộng chiêu nạp môn đồ, mà là quá ít người có tư chất tu hành. Âm dương tán nhân nhắc tới một khái niệm, thiên địa có biến, người có thành tựu giải rác ít ỏi cái này không khác lắm với cách nói của ông từ nha bí mật hưng suy ngàn năm trương nguyên thanh vội vàng lật về phía sau nhưng như thế nào cũng không tìm thấy nguyên nhân thiên địa có biến liền nhịn không được chửi má nó đại khái âm dương tán nhân cũng không biết nguyên nhân cụ thể đi mặt khác trương nguyên thanh còn chú ý tới theo âm dương tán nhân tự xưng để từ tu thành hàn băng luyện hỏa quyết giống hắn ở trong môn phái vô cùng hiếm có là tinh anh trong tinh anh thủy hỏa đồng thể sao sao dựa theo khái niệm của linh cảnh hành giả chính là kiêm hai nghề nghiệp lớn cái này ở trong linh cảnh hành giả là không có khả năng nha nếu ngũ hành minh có người đồng thời có được năng lực hai nghề nghiệp lớn mình khẳng định sẽ nghe nói trừ phi giữ bí mật là vì tu luyện dẫn tới đặc thù hắn vừa suy tư vừa đọc ghi chép tu đạo ta sau khi tu thành hàn băng luyện hỏa quyết tu vi từ từ tinh tiến xương hùng trung nguyên sau đặt chân lãnh thổ phương bắc hiếm gặp đối thủ sau nam hạ khiêu chiến tông sư các phái liên tục chiến thắng ta nghe tùng phủ tam đạo sơn có một đạo hiếu giỏi hô mưa gọi gió bắt quỷ hàng ma luyện đan chế phù liền đi khiêu chiến thảm bại mà về chán nản quay về sư môn báo việc này cho sư trưởng sư trưởng mỉm cười viết sư tổ cũng thế tam đạo sơn ở đây nói là lão mõ nhỉ khẳng định là lão mó a à, thực lực lão mõ mạnh như vậy sao về sau ở trong linh cảnh gặp mình phải cân nhắc tư thế quỷ thế nào càng thể hiện được thành ý hơn trương nguyên thanh âm thầm nhe răng một giây sau bỗng ý thức được không thích hợp, tầm mắt tập trung ở trên bốn chữ sư tổ cũng thế. Ý tứ của sư phụ âm dương tán nhân là, sư tổ ngươi cũng từng bị lão mõ đánh. a à, tổ sư thủy hỏa giáo là nhân vật thời tống, lão mõ từng đánh hắn, nói cách khác, tuổi của lão mõ lớn thái quá, tam đạo sơn nương nương cái thân phận này, chẳng qua là một cái thân phận của cô ta lúc tuổi già. Trương Nguyên Thanh không thể không một lần nữa đánh giá thực lực của lão mõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ghi chép thu đạo càng lật càng mỏng, nội dung tiếp theo là âm dương tán nhân du lịch, một ít cảm ngộ tu hành, sen lẫn yếu quyết phép thổ nạp, phân bố kinh lạc vân vân, dù sao Trương Nguyên Thanh không đọc hiểu. Chương 402, Giáp Tử Tu Đạo Lục 2. Khiến hắn bất ngờ là âm dương tán nhân trong quá trình du lịch, kết giao rất nhiều bạn bè chính tà lưỡng đạo, đúng, bạn bè tà đạo là chỉ nghề nghiệp tà ác. Đối với đám bạn bè nghề nghiệp tà ác này, tán nhân đánh giá là hào sảng, du hiệp, khoái ý ân cừu, Em dương tán nhân thoạt nhìn không giống người tam quan bất chính, kết bạn nghề nghiệp tà ác, là gì tiểu viên người như vậy. Cũng phải nói, xem hơn nửa cuộc đời của hắn, chính tà lưỡng đạo tựa như cũng không phải thủy hỏa bất sung, không giống linh cảnh hành giả bây giờ, trận doanh đối địch gặp mặt là đánh, hận không thể đánh phọt cả óc ra. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật trang, không quá hứng thú đối với du lịch hiểu biết. Đáng giá nhắc tới, pháp bảo âm dương là hắn ở trong lần du lịch nào đó, ở trong một tòa cổ mộ đạt được. Từ khi có pháp bảo âm dương, hắn liền bắt đầu tự xưng âm dương tán nhân, đi tam đạo sơn một lần nữa khiêu chiến lão mó. Vẫn là thảm bại, âm dương tán nhân từ đó về sau nằm thẳng buông xuôi, cả ngày uống rượu ăn thịt, gọi bạn kéo bè, gặp chuyện bất bình ra tay quản một chút, gặp cầu quan thuận tay lấy đầu. Âm dương tán nhân khi tiến vào tuổi già, mặt hàng này bắt đầu muốn trường sinh, cảm khái thời vận không đủ, sinh ở niên đại thiên địa thay đổi to lớn. Theo tuổi càng cao, chấp niệm trường sinh càng nặng, ghi chép tu đạo cũng không kể tu hành nữa, mà là cả ngày phân tích phương án trường sinh. Thậm chí đã nổi lên ý nghĩ dùng tinh huyết trẻ con làm thuốc dẫn, thử luyện chế thuốc bất tử, may mắn kịp thời dừng cương trước bờ vực, nhưng chấp niệm trường sinh càng ngày càng nặng. Đọc đến đây, trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, trước đó hắn cảm thấy, pháp bảo âm dương trả giá không tính là nghiêm trọng, dù sao trường sinh mà, là ai thì cũng muốn trường sinh, cũng không tính là trả giá. Nay xem ra nhìn thấy âm dương tán nhân muốn trường sinh, muốn hầu như phát điên, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của trả giá. Có một ngày, âm dương tán nhân nghe nói tam đạo sơn nương nương vũ hóa, chịu kích thích to lớn, ở trong ghi chép tu đạo viết xuống, huynh quốc giai nhân, vậy mà cũng khó chạy thoát năm tháng, ô hô ai tai. Sau đó nữa, âm dương tán nhân liền thành lập trấn âm dương, có giấc ngủ kéo dài trong mộng đẹp bất tử. Xem xong ghi chép tu đạo, lượng tin tức có hơi nhiều, trương nguyên thành dây dây mi tâm, sửa sang lại tiêu hóa tin tức thu hoạch, Lão mõ là tuổi so với Minh Triều còn lớn hơn, thực lực mạnh đáng sợ. Nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp thời nhà Minh, quan hệ với nhau không tính là hòa thuận, nhưng cũng không phải nhất định phân ra sinh tử. Nghề nghiệp thời Minh, phương thức tăng lên là tu hành, mà không phải thẻ nhân vật. Nếu xác nhận âm dương tán nhân và lão mõ là người thật sự tồn tại trong lịch sử, vậy nhận thức của mình đối với linh cảnh liền phải thay đổi chút. Nhưng trong người mình biết, còn sống cũng chỉ có lão mõ. Không, có lẽ không cần chính mồm hỏi bọn họ, mình có biện pháp chứng thật. Trương Nguyên Thanh tạm thời đè vấn đề này xuống trong lòng, cất đi ghi chép tu đạo. Tiếp theo, hắn tính thể nghiệm một lần kỹ năng thần du mới học. Nháy mắt ý nghĩ này sinh ra, Trương Nguyên Thanh liền không hiểu sao vội vàng sao động, muốn lập tức thử, ai cũng không thể ngăn trở. Phương Bắc, tỉnh Lị Yến tỉnh, tiểu khu cao cấp nào đó, người trẻ tuổi đeo băng đô vận động, ngồi chém trệ ở trên ghế dựa cao, ở đối diện hắn là cái giường lớn mềm mại, một người trung niên tay chân bị trói chặt đang nằm trên đó đầu hói bụng bia ngược mọc lông đen nồng đậm chán mồ hôi đầm đìa vẻ mặt hoảng sợ trong mồm nhét cái khăn lông dày trong mồm người trung niên ô ô không ngừng ánh mắt tràn ngập cầu xin nhu nhược đáng thương như con chó nhỏ chật 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 người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói mày xem xem bộ dáng mày bây giờ thật sự giống một con chó vẫy đuôi mừng chủ hắn đứng dậy đi đến bên giường từ bên hông rút ra một con dao gọt hoa quả sắc bén ô ô ô động tác giấy rụa của người trung niên lập tức kịch liệt yên tĩnh chút, tao nói, mày nghe, con người người trẻ tuổi sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi. Người trung niên lập tức dại ra, người trẻ tuổi ngồi ở bên giường, thưởng thức dao gọt hoa quả, cười tủm tỉm nói. Tao con người này, ghét nhất không dậy đã giết, trước khi giết mày, trước nói lý do một chút với mày, để mày được chết rõ ràng. Điều thứ nhất, tiếp nhận giao dịch quyền lực, ép người lương thiện làm gái. Điều thứ hai, làm ô dù của thế lực đen tối, che giấu đi tội giết người của nó. Điều thứ ba, hắn giọng điệu ôn hòa nói xong, nhiều vô số, nói hơn 10 điều. Khi hắn nói xong, người đàn ông trung niên trên giường đã cứng ngắc bất động. Vậy đã không được rồi, xem đi, ngay cả lương tâm của chính mày cũng băn khoăn. Người trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai thi thể, ôn hòa nói, kiếp sau đừng làm người nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi bên giường, tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hít thở cơn gió ban đêm thổi tới, quan sát đèn đuốc đầy thành, thỏa mãn thở dài một tiếng thế gian nhất thời trở nên tốt đẹp, chương 403, giáp tử tu đạo lục 3. Nhân tính là đáng ghê tởm, thế giới có người là dơ bẩn, cho nên thế giới này cần thanh tẩy. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, người trẻ tuổi lấy ra điện thoại di động, kẹp hai đầu ngón tay, treo cao cao ở trước mắt, một tay khác vươn đầu ngón tay nhận cuộc gọi, ngân nguyệt, chuyện gì? Ma nhãn, người chơi đủ chưa? Mau về tổng bộ, chỉ sát cung chủ ở lãnh thổ phía bắc giết không ít người của chúng ta, à rất giỏi ẩn nấp ta cần con mắt của ngươi thanh âm đầu kia điện thoại vang dội mà nôn nóng chú ý giọng điệu của ngươi người trẻ tuổi mỉm cười nói ngươi một thần tướng dám nói chuyện với ta như vậy ta chú ý con bà ngươi người đầu kia điện thoại càng thêm nóng nảy chửi ầm lên tứ đại thiên vương các ngươi tất cả đều không ở tổng bộ dừng bút xếp thứ nhất cả ngày hô to muốn tự do tìm không ra người xếp thứ hai thế mà nói với ta muốn hạ chiến thiếp khiêu chiến chỉ sát cung chủ Ả à, không ứng chiến thì không ra tay Xếp thứ ba vừa lúc vào linh cảnh Tám đại thần tướng chúng ta thật ra có thể làm thịt tiện nhân kia Nhưng tìm không thấy Người trẻ tuổi gái gái đầu Như vậy à Được rồi Người biết quy củ của ta Trước cho ta một cái lý do để giết Ả à. Giết người cần lý do sao Không cần sao Ả à, ở lúc săn giết thành viên tổ chức chúng ta Đã ngộ thương hai bình dân Có tính không Tính Ta ngay bây giờ đi qua đó làm thịt Ả à. Người con mẹ nó đúng là tên thần kinh người rốt cuộc là trận doanh hợp pháp hay trận doanh tả ác không bốn người các ngươi toàn con mẹ nó là bệnh thần kinh ngân nguyệt thần tướng hùng hổ mắng một câu chuyển hướng đề tài nói lý hiền tông chết rồi hả ma nhãn thiên vương khẽ nhíu mày nụ cười trên mặt biến mất sao lại thế ở trong phó bản gặp nguyên thủy thiên tôn bị giết rồi như vậy à trên mặt ma nhãn thiên vương khôi phục nụ cười khóe miệng cong lên vậy chờ ta làm thịt chỉ sát cung chủ liền đi tùng hải thu thập lý do giết nguyên thủy thiên tôn. Trương Nguyên Thanh bay lên, cách trần nhà không đến 10cm, cúi đầu nhìn, thân thể lẳng lặng nằm ở trên giường, không có hơi thở, không có nhịp tim. 20 phút không về về, thân thể của mình sẽ hoàn toàn tử vong. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có cảm ngộ, lập tức tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phòng, xuyên tường tới phòng khách. Trạng thái bây giờ của hắn rất kỳ diệu, lơ lửng cùng khống chế đồ vật tựa như là năng lực trời sinh. Cái này ý nghĩa, Hắn có thể ở trong trạng thái linh thể sử dụng đạo cụ đối địch, ví dụ như cầm đao, nổ súng. Mặt khác, lực lượng của linh thể chính là thái âm lực, hắn vẫn như cũ có thể thi triển cùng khiếu nguyệt, nhưng không thể mở ra ô vật phẩm nữa, chẳng qua thực lực tổng thể so với bản thể kém chút. Ưu điểm là trạng thái linh thể hắn miễn dịch công kích vật lý, nhưng dị thường sợ hãi công kích loại tinh thần. Trong quá trình suy nghĩ, Trương Nguyên thanh bay vào phòng ngủ của ông bà ngoại, hai vị lão nhân đã tiến vào giấc mộng. Hắn thay đổi tuyến đường lao về phía vách tường, đi vào phòng ngủ của dì trẻ. Bên cửa sổ treo rèm màu hồng, dì trẻ mặc váy ngủ mỏng manh, đứng lặng ở trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Tủ đầu giường ném áo lót sen màu đen cô cởi ra, kích cỡ không nhỏ. Đầu giang ngọc nhị hơi nghiêng khó mà phát hiện, đột nhiên duỗi cái lưng, lẩm bẩm mệt quá, ngủ thôi ngủ thôi. Trương Nguyên Thanh nhìn cô chui vào chăn, nhắm mắt, khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, đầy đặn nhu thuận. Tương lai không biết gã nào có thể mỗi ngày nhìn bộ dạng khi đi ngủ này. Hắn đánh giá khuôn mặt lúc ngủ của dì trẻ, thầm nhủ, linh thể là có thể nhập vào, nhập lên người dì trẻ thử xem. Nghĩ lại một chút, lấy người nhà làm thí nghiệm hình như không ổn lắm, lập tức lao đầu vào sàn nhà, tới trong nhà hộ gia đình lầu dưới. Tầng dưới là một đôi vợ chồng trẻ ở cùng cha mẹ, Trương Nguyên Thanh vừa xuyên thấu trần nhà, đã nghe thấy tiếng giường rung cót két, cùng với tiếng va chạm không quá rõ ràng che giấu dưới lớp chăn mỏng theo tiếng nhìn lại thấy được hai thân thể giao nhau ọc à, đến không đúng lúc nha thế này làm sao mà nhập vào xem phim heo hiện trường hắn bất đắc dĩ bỏ qua lúc này hắn nghe thấy tiếng va chạm lập tức kịch liệt hơn tiếp đó bình ổn tấm chân mỏng phập phồng cũng ngừng lại tiếp theo truyền đến tiếng người vợ oán giận sao lại nhanh như vậy mấy ngày nay tăng ca có chút mệt anh lần trước cũng nói như vậy ai ra có phiền hay không chớ ngủ đi ngày mai còn phải đi làm ông anh anh cần bình xịt kẻ kéo dài để lấy lại tự tin của đàn ông, mọi người lầu trên lầu dưới, bớt cho anh 20%. Linh thể Trương Nguyên Thanh bay lên, trở lại phòng gì trẻ, một lần này, hắn mục tiêu rõ ràng tiến vào nhà cậu cách phách, tới phòng ngủ chính. Trương 404, suy đoán về linh cảnh một Cậu cùng mợ chưa ngủ, một người đắp mặt nạ xem chương trình truyền hình, một người cầm điện thoại di động xem video rap, thỉnh thoảng trong mồm làm vài câu vần đơn. Em xem nguyên tử này, ăn bánh bao nóng hôi hổi, bộ dáng ngu ngốc đầu cậu bỗng nhiên cúi xuống lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ bên cạnh trịnh trọng nói anh cảm thấy chúng ta nên tốt với nguyên tử một chút ánh mắt mợ không rời máy tính bảng nói chúng ta không phải rất tốt với nó anh là chỉ phương diện kinh tế nên cho thêm chút tiền tiêu vặt tuy mẹ nó sẽ cho nó tiền nhưng chúng ta làm cậu mợ cũng phải cho nhiều chút ồ vậy em hàng tháng cũng cho nó mấy ngàn đi mợ chẳng hề để ý nói mợ thật tốt a à không vợ thật tốt sức chú ý của mợ không ở trên người cậu không để ý nói sai xem chương trình văn nghệ khinh thường nói anh nói cô em gái đó của anh mấy năm nay chỉ biết kiếm tiền có khi nào quan tâm nguyên tử học phụ huynh chưa bao giờ đi học tập chưa bao giờ quản nó đứa nhỏ không cha này ở trường học mỗi ngày bị người ta bắt nạt cũng không quản còn cần anh đi trường học quầy động cái là vứt cho con một đống tiền nghĩ là ghê gớm lắm phi chỉ chút tiền đó của cô ấy, cái rắm cũng không tính. Cậu vẻ mặt xấu hổ, em bớt nói vài câu, đó dù sao cũng là mẹ mình. Mợ thở dài nói, anh xem nguyên tử mấy năm nay, tình nguyện nhảy với anh cũng không xin tiền cô ấy. Đứa nhỏ này năm đó lúc vừa tới, mới học tiểu học, nhưng cẩn thận thấp thỏm, khi anh không ở nhà, nó sẽ lấy lòng em. Sợ em chán ghét nó, không ở nổi trong nhà nữa. Đối với bố mẹ anh cũng thật cẩn thận, lúc ấy còn chưa thân với ông bà ngoại, còn nhỏ tuổi đã học được ăn nhờ ở đậu. Ừm, em nhớ Ngọc Nhi lúc còn nhỏ cũng như vậy, cho nên hai người bọn nó từ nhỏ đã thân cận. Nói xong, cô thấy ánh mắt của chồng hơi ảm đạm. Cái này cũng không giống anh nha. Mợ phát hiện không thích hợp thầm nhủ, lúc này, anh nên làm một đoạn ngẫu hứng, ví dụ như có anh ông cậu này, có mẹ không mẹ đều như nhau, ia đều giống nhau. Ngủ ngủ, cậu buông điện thoại di động, kéo chăn. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai tới đơn vị. Đi lên lầu 2, hắn nhìn lướt qua khu làm việc, đi thẳng tới trước mặt quan nhã, nói chị quan nhã, hỏi chị chuyện này. Quan nhã đã dùng sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, chữa trị vết thương bị trong phó bản, ngón tay linh hoạt xoay bút bi, cười nói là nữ sinh thích dài một chút, hay là ngắn một chút. Hoặc là, là to một chút, nhỏ một chút, Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, chị đừng như vậy, em vẫn chỉ là đứa nhỏ. Quan nhã chấp mắt mấy cái, chị có nói cái gì sao, chị cho rằng cậu muốn hỏi là giày cao gót mà. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, sửa đề tài đúng trở lại nói em nghe tạ linh hy nói lão tổ tông hạ hầu ra là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên lão sống bao lâu rồi nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên là xuất hiện khi nào quan nhã thoáng dừng động tác xoay bút bao hàm thâm ý nhìn hắn vì sao hỏi cái này hạ hầu ra sẽ không sẽ tìm cậu phiền toái cậu không cần lo lắng nói chuẩn xác phe phái khác của hạ hầu ra có lẽ hận không thể tìm cậu nâng cốc cười nói vui vẻ Trương Nguyên Thanh cũng bao hàm thâm ý nhìn cô, nói em chỉ là muốn biết. Quan Nhã trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, đi theo chị. Cô từ ghế làm việc đứng dậy, đi giày cao gót, cộp cộp đi về phía nhà vệ sinh. A, à, phải thảo luận ở nhà vệ sinh, xuống lầu nói không phải tốt hơn sao. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua vương thái cúi đầu làm việc, nhanh chóng đuổi theo lão tài xế. Hai người một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, Trương Nguyên Thanh đóng cửa. Quan Nhã khoanh hai tay trước ngực, nói các lão tổ tông linh cảnh thế gia hiện có bao gồm năm vị minh chủ của tổ chức đều là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên à nguyên soái bạch hổ binh chúng chúng ta thì không phải nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên sinh ra ở cuối đời thanh đầu dân quốc trương nguyên thanh biến sắc hắn im lặng thật lâu dai mi tâm nói thì ra là thế quan nhã trả lời gỡ bỏ nghi hoặc quấy nhiễu hắn đã lâu linh cảnh hành giả không phải từ xưa đã có thẻ nhân vật xuất hiện ở cận đại cũng chính là nói cổ đại nếu có các nghề nghiệp lớn, vậy phương thức tăng lên của bọn họ quả thật là dựa vào thổ nạp tu hành. Bản chép tay miếu sơn thần, ghi chép tu đạo của âm dương tán nhân, nội dung bên trong cũng không phải bối cảnh linh cảnh hư ngư cấu, người cổ đại thật sự tu hành như vậy. Khả năng lão máu cùng âm dương tán nhân là chân thật tồn tại nâng cao rất nhiều. Mặt khác, cái này có thể giải thích rất tốt thẻ nhân vật cái khái niệm đi trước thời đại này, thậm chí, linh cảnh còn có khả năng tồn tại đổi mới phiên bản. Phiên bản lúc ban đầu không có nhiều thuộc tính như vậy chương 405, suy đoán về linh cảnh 2. Quan nhã đánh giá hắn, cười nói, chuyện này là cơ mật, chính phủ tuyên bố đối với bên ngoài là linh cảnh từ xưa đã có. Chị là vì gia tộc quan hệ, mới hiểu biết bí mật trong đó. Bình thường mà nói, chị là không thể nói cho cậu, cậu nhớ giữ bí mật. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, cảm ơn chị quan nhã để mắt, về sau em chính là chó liếm của chị. Ý tứ của cô rất rõ ràng, chúng ta quan hệ tốt, cho nên chị mới nói cho cậu. Quan Nhã cười khanh khách nói: "Liếm như thế nào? Bây giờ có thể liếm?" Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan Nhã đạp chân phanh, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Cậu có phải đã phát giác ra cái gì hay không? Chị không cảm thấy sự tồn tại của giá trị đạo đức rất không hợp lý sao? Bản chất của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, từ cổ đến nay, nhân loại thành lập bộ lạc, vương triều cùng chính quyền, những tổ chức này chế định trật tự, trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn." Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói: bởi vì những tổ chức này đủ mạnh cho nên bọn họ chế định quy tắc giá trị đạo đức tồn tại chính là một bộ phận của quy tắc như vậy bên trên nhất định có cường giả cho nên linh cảnh căn bản không phải hiện tượng siêu tự nhiên mà là con người sáng tạo quan nhã tỉ mỉ đánh giá hắn trong ánh mắt lộ ra sự thưởng thức của một nữ nhân đối với nam nhân không tệ rất sâu sắc cậu mới trở thành linh cảnh hành giả không đến hai tháng đã ý thức được vấn đề này càng nhiều người sẽ không đi nghĩ những chuyện không quan hệ với mình cho dù từng có nghi hoặc cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, lựa chọn thích ứng trong mọi tình cảnh, nước chảy bèo trôi. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lại mang bản chép tay Tam Đạo Sơn, ghi chép tu đạo của Âm Dương tán nhân nói cho Quan Nhã. Quan Nhã nhíu mày, cái này chị ngược lại chưa từng nghe nói, nhưng rất hợp lý. "Ừm, cậu cảm thấy thiên địa có biến là có ý tứ gì?" Trương Nguyên Thanh lắc đầu, "Chị Quan Nhã, chị sao đột nhiên không có đầu óc rồi? Vấn đề này cấp bậc quá cao." Âm dương tán nhân sinh ở niên đại đó cũng không biết, em làm sao biết. Quan nhã cả giận nói, không có đầu óc làm sao vậy, cậu có ý kiến. Đầu óc tuy là thứ tốt, nhưng ngực trị lớn như vậy, không có cũng được. Trương Nguyên Thanh nói, xinh đẹp như vậy, không có đầu óc không phải càng tốt sao. Quan nhã lườm nguyết, hầm hư nói, coi như cậu khen chị, ý tứ của chị là, thiên địa đã có biến, giới hạn tu hành giảm xuống, vậy vì sao đến bây giờ, đột nhiên lại có thể tu hành. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, bởi vì linh cảnh xuất hiện. Quan Nhã gật đầu, vậy linh cảnh là xuất hiện như thế nào? Ừm, vấn đề này cấp bậc càng cao hơn, nhưng chúng ta vẫn như cũng có thể từ trong đó cân nhắc ra một vài thứ. Ví dụ như là ai sáng tạo ra linh cảnh, lấy phương thức như thế nào sáng tạo ra linh cảnh, sáng tạo ra linh cảnh mục đích là cái gì? Ba vấn đề của lão tài xế làm Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Đại khái mười mấy giây sau, hắn chậm rãi nói, đầu tiên sáng tạo linh cảnh khẳng định không phải đám người kia đời minh, bọn họ nếu có năng lực này, sẽ không chịu giới hạn bởi thời đại mạt Pháp. Tu vi của âm dương tán nhân, ở lúc ấy cũng đã là tiêu chuẩn hàng ngũ đứng đầu rồi, mà hắn cũng phải than thở một tiếng ô hô ai tai. Mà như lão mõ ẩn sĩ cao nhân thâm tàng bất lộ như vậy, vẫn bị trở thành một bộ phận của linh cảnh, nghĩ kỹ mà sợ nha. Thời đại mạt Pháp, quan nhã ngẩn ra, cách nói này không tệ. À, đọc trong tiểu thuyết mạng, Trương Nguyên Thanh tiếp tục phân tích. Em cảm thấy so với suy nghĩ lấy phương thức thế nào sáng tạo linh cảnh, không bằng nghĩ loại tồn tại kia là như thế nào nghịch chuyển thời đại mặt Pháp. Thậm chí, chị quan nhã, chị cảm thấy thời đại mặt Pháp có thể có liên quan với loại tồn tại kia hay không? Quan nhã tiếp tục nói, về phần mục đích sáng tạo linh cảnh, em có hai ý nghĩ, một, có thể từ trên thân linh cảnh hành giả bắt tay vào làm nghiên cứu. Hai, phá giải bí mật, nghiên cứu linh cảnh, trương nguyên thanh theo cách nói này, tiếp tục xâm nhập. Ví dụ như, Linh cảnh hành giả có cái gì nhất trí, hướng đi chung, hoặc nhiệm vụ vân vân, chế tạo linh cảnh hành giả, chung quy phải có mục đích chứ, ý nghĩ của em là trận doanh đối kháng. Quan Nhã nheo mắt, hỏi cậu vì sao sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác cổ đại, tựa như không có nhiệm vụ cưỡng chế chém giết, càng nhiều là nghề nghiệp hợp pháp không quen nhìn nghề nghiệp tà ác cho nên ra tay trừng phạt cái ác. Mà linh cảnh hành giả với nhau, trận doanh đối kháng có thưởng thanh danh, có thưởng giá trị đạo đức trong phó bản còn có trận doanh đối kháng, đặc biệt cái sau, là tính cưỡng chế. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của em, không có chứng minh thực tế. chương 406, suy đoán về linh cảnh 3. Thằng nhóc này biết không ít nha, là trong bản giáp tử ghi chép tu đạo kia ghi lại. Chị quan nhã anh Minh, không thể giấu được chị, em tiếp tục cái thứ hai phá giải bí mật linh cảnh. Toàn bộ tin tức em biết, đều bắt nguồn từ linh cảnh, thật ra phó bản linh cảnh đưa ra rất nhiều manh mối mịt mờ, Ghi chú đạo cụ cũng là như thế, luôn xuất hiện một cái, tồn tại không thể miêu tả, tồn tại vĩ đại tối cao, vân vân và mây mây. Nói như thế nào đây, luôn cảm thấy linh cảnh cũng không phản cảm chúng ta đi phá giải bí mật của nó. Quan nhã khe gật đầu, còn nhớ lời Lý Thuần Phong từng nói không, phó bản giai đoạn siêu phàm, bối cảnh là hiện đại cùng thời minh. Cũng chính là nói, giai đoạn thánh giả, giai đoạn chúa tể, sẽ có bối cảnh thời đại khác, mà trong các linh cảnh bối cảnh xa xưa hơn, lại sẽ tiềm tàng tin tức gì đây? Mấy thứ này, Trương Nguyên Thanh không thể nào suy đoán, nhưng hắn bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của quan nhã, trong lòng cả kinh, ý của chị là, cao tầng ngũ hành minh, rất có thể đã thăm dò thấu đáo huyền bí của linh cảnh. Quan nhã cười nói, ít nhất biết nhiều hơn chúng ta. Thấy tán gấu tương đối hòm hòm rồi, cô cao mày nhắc nhở, việc này đừng truyền ra bên ngoài, cũng đừng nói với ai, bao gồm thập trưởng. Chờ Trương Nguyên Thanh gật đầu, cô cười tủm tỉm nói, thực ngoan, đúng rồi, chị vừa rồi có nói chuyện phiếm với nữ vương, cô ấy nói cho chị biết một chuyện thú vị. Chuyện thú vị, đoạn thời gian trước viên đình bị tôn trưởng lão bắt đi, từ đó về sau, diễn đàn, group chat thái nhất môn liền có rất ít người dám nói, tôn trưởng lão hồ đồ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, chen này lại cho tàn lại cháy. Quan nhã vừa đi ra ngoài, vừa cười nói, lần này tôn trưởng lão chỉ sợ cũng không ép xuống được, cậu ở trong phó bản đánh chết Lý Hiền Tông, ảnh hưởng quá lớn. Trương Nguyên Thanh, khu vực làm việc, Lý Đông trạch từ bên trong đi ra, thò đầu nhìn thoáng qua, không có quan nhã, hỏi, nguyên thủy sao còn chưa đến. Vương Thái, quan nhã đi đâu rồi? Vương Thái đầu cũng không ngẩng lên, giọng điệu bình tĩnh nói, hai người lén lút đi nhà vệ sinh. Gì, Lý Đông Trạch hoài nghi tai mình nghe lầm. Vương Thái lặp lại nói, hai người lén lút đi nhà vệ sinh, đã hơn 10 phút. Ô, oh, ô mi gót, hai người này, hai người này là dính từ khi nào? Là Trần Âm Dương cùng chung hoạn nạn, làm bọn họ đột phá phong kiến lễ giáo trói buộc. Lúc này, Cửa nhà vệ sinh mở ra, quan nhã cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau đi ra. Thập trưởng, Trương Nguyên Thanh giơ tay chào hỏi. Lý Đông trạch chống gậy chống, trầm giọng nói, phó bách phu trưởng vừa rồi cho tôi biết, nếu cậu đến rồi, nhớ lập tức đi vịnh phó ra một chuyến. Bách phu trưởng tìm mình, Trương Nguyên Thanh vâng một tiếng, vậy em đi ngay bây giờ. Lý Đông trạch khẽ gật đầu, nhìn quan nhã trở lại chỗ ngồi một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chậm rãi nói. Công việc của chúng ta trước giờ tương đối tự do, khi không có tình huống đột phát, tản mạn chút cũng không sao, cho nên là không thiếu thời gian. Ngoài văn phòng cảnh sát chính là khách sạn, lần sau đừng như vậy nữa. Nói xong, hắn cầm gậy trống, xài bước quay về văn phòng. a à, anh ta đang nói cái gì thế? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, kinh thành, tứ hợp viện, dưới tàng cây đa. Tôn trưởng lão nằm ở trên xích đu hóng mát, gió nhẹ hưu hưu, bóng cây lay động. Cành lá cây đa vang lên xào sạc, truyền đến giọng nói thanh thúy của bọn nhỏ ông, ông tiếng bước chân từ ngoài sân vang lên, tiếng ồn ào thanh thúy lập tức dừng lại. Người trung niên đồ đen vượt qua bậc cửa, tiến vào sân, dừng lại ở trước xích đu, cung kính nói, tôn trưởng lão, viên đình đã ở doanh trại tập huấn chịu đủ 10 ngày, hắn đã biết sai rồi. Tôn trưởng lão phe phẩy quạt hương bồ, khẽ gật đầu, viên đình tu hành như thế nào? Năng lực các phương diện đều có tiến bộ thật lớn, có lẽ có hy vọng tham dự phó bản giết chóc tháng 6. Người đàn ông trung niên trả lời, không tệ, Tôn trưởng lão mắt lim dim, chậm rãi nói, lão phu đưa hắn đi doanh trại tập huấn, đó là vì bồi dưỡng hắn. Người đàn ông trung niên lập tức nói, Tôn trưởng lão dụng tâm vất vả. Tôn trưởng lão nói, đã đủ 10 ngày, để Viên Đình trở về đi. Đúng rồi, mấy ngày nay còn có ai dám nói này nói nọ lão phu hay không? Vấn đề này, Tôn trưởng lão lúc ban đầu rất coi trọng cùng chú ý, về sau, có video Viên Đình ở doanh trại tập huấn khổ tu giết gà dọa khỉ, thái nhất môn không ai dám đùa giỡn việc này nữa tôn trưởng lão liền dần dần không chú ý nữa, nhưng xuất phát từ thói quen, mỗi ngày hỏi một lần. Cái này, người trung niên đồ đen trần chờ một phen, tôn trưởng lão lập tức mở mắt ra, thay đổi tư thái lười biếng, ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói, ồ, còn có thằng nhãi con to gan lớn mật nào nói ra nói vào lão phu. chương 407, suy đoán về linh cảnh 4. Người trung niên đồ đen, mọi người đều đang chế diễu ngài, oai phong tà khí cho tàn lại cháy. Tôn trưởng lão đứng bật dậy, xích đu vang lên kéo kẹt, vừa kinh ngạc vừa giận dữ chuyện là thế nào. Là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày hôm trước vào Trấn Âm Dương, ở trong phó bản gặp Lý Hiển Tông. Người trung niên mang ân oán của hai người, một năm một mười nói cho Tôn Trưởng Lão. Cuối cùng tổng kết, đồng nghiệp trong môn đều cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài khó gặp, nói không chừng có thể trở thành phó thanh dương thứ hai, cho nên. Cho nên Tôn Trưởng Lão Hồ Đồ Nha, Tôn Trưởng Lão Đường Đường Chúa Tể, tự nhiên sẽ không chú ý hai tiểu bối xung đột, giờ phút này nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nhủ lão phu nhiều ngày qua cố gắng, giỏ chúc múc nước công giá chàng rồi. Khốn kiếp, tôn trưởng lão giận dữ vỗ tay vịn xích đu, quát giữ viên đình thêm 10 ngày, cường độ luyện tập gấp đôi, mỗi ngày gửi một phần video đến diễn đàn. 10 ngày sau lại có ai dám chế diễu lão phu, lão phu tính sổ từng tên một. Người trung niên kho người lui ra, vịnh phó ra, phòng sách biệt thự, phó thanh dương âu phục màu trắng, ngũ quan như tạc tượng ngồi ở sau bàn, nhìn cấp dưới tâm phúc, nói. Cậu bây giờ đã cấp 3, có thể trực tiếp thăng nhiệm đội trưởng, trước mắt khu Khang Dương không có chức vị đội trưởng chống, dựa theo quy củ, chỉ có thể chờ. Nhưng cậu không giống với người khác, cậu trưởng lão đồng ý lại xây dựng cho cậu một tiểu đội chính phủ. Cậu có thể tự do chọn lựa một cấp dưới, nhân số còn lại thì phải tự mời chào. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, tôi muốn quan nhã. Phó Thanh Dương khẽ nhíu chân mày, trong mắt hiện lên hào quang nguy hiểm, ồ. Vì sao là quan nhã? đương nhiên là vì quan nhã năng lực mạnh làm việc hiệu suất cao nha không lẽ là muốn làm anh rể của anh trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm nói bách phu trưởng anh cảm thấy có hay không một loại khả năng chờ qua tháng 6, tôi chính là chấp sự rồi đến lúc đó ngài trực tiếp giao đội hai cho tôi là được phó thanh dương rất hiếm thấy lộ ra nụ cười nói tôi cũng nghĩ như vậy vậy chờ cậu thông quan phó bản giết chóc tấn thăng thánh giả đến lúc đó đã là trưởng lão tôi có thể bổ nhiệm cậu làm chấp sự khu khang dương ngồi vị trí của tôi bây giờ à, a trương nguyên thanh ngẩn ra thiếu chút nữa không phản ứng lại thầm nhiều ngài có phải lấy sai kịch bản hay không ngài không nên tỏ vẻ cạn lời sau đó cảnh báo tôi đừng đứng núi này trông núi nọ sao phó thanh dương nhìn nhìn hắn thản nhiên nói cậu là nhân tài tôi thưởng thức tôi thừa nhận cậu có thể sánh vai tôi năm đó thiên tài giống chúng ta lại có chuyện gì là không làm được đâu tôi sai rồi so sánh với anh tôi quả thực quá khiêm tốn rồi Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, Bách Phu Trưởng nói đúng, nhưng ta cho rằng, Bách Phu Trưởng ngài sai lầm rồi. Phó Thanh Dương nhíu mày, nơi nào sai lầm rồi, ta tự nhận so với Bách Phu Trưởng, hay là kém rất nhiều, hẳn là, giống ta loại này suýt nữa có thể cùng Bách Phu Trưởng sánh vai thiên tài. Phó Thanh Dương cười lên, việc này tạm thời bất luận, còn có một việc, hôm qua Hổ Phu đã đưa đến Tùng Hải, tổng kiểm tra sức khỏe hôm nay bắt đầu, các khu thay phiên tiến hành, khu Khang Dương là ở ngày kia. Tổng kiểm tra sức khỏe rốt cuộc đến rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng dùng mình, tôi biết rồi. Phó Thanh Dương gật đầu, cậu đi về trước đi, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt. Chờ Trương Nguyên Thanh rời khỏi, Linh Quân lại gõ mở cửa phòng sách, vị con nối dòng thái nhất môn chủ này đi dép sỏ ngón, mặc quần sóc rộng thùng thình, tóc rối bời, tư thái nhàn tản. Tôn trưởng lão vừa rồi liên hệ tôi, hắn bảo tôi chuyển lời cậu, lúc tổng kiểm tra sức khỏe, nhớ hỏi Nguyên Thủy một câu, hắn rốt cuộc có phải truyền nhân ma quân hay không. Linh quân ở trong tủ rượu lấy ra một chai rượu, nói. Nhân vật thiên tài như vậy, vẫn là điều tra thêm vài lần thì tốt hơn. a à, dưới hổ phù, không ai có thể nói dối, hắn nếu thông qua lần điều tra này, vậy có thể hoàn toàn phân rõ giới hạn với ma quân. Phó Thanh Dương hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu có thể. Ngoài vịnh phó ra, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường đi chậm, nhíu mày. Bí mật duy nhất của mình bây giờ, cũng chỉ truyền nhân ma quân, dày khiêu vũ màu đỏ trai phục ma vân vân đều đã thẳng thắn nhiều nhất chỉ là có qua lại với gì tiểu viên điểm ấy tương đối phiền toái tiếp xúc với nghề nghiệp tà ác ở trong ngũ hành minh xem như vấn đề tương đối nghiêm trọng cho dù không có qua lại quá sâu không có tài sắc giao dịch vẫn như cũng là vấn đề tác phong cá nhân và kỷ luật nghiêm trọng đau đầu nhất là truyền nhân ma quân đến bây giờ còn chưa biết thái nhất môn cùng ngũ hành minh đối với truyền nhân ma quân là thái độ thế nào nhưng có một điểm có thể khẳng định ma quân cấp bậc quá cao rồi nếu chính phủ có định ý đối với truyền nhân của hắn, vậy công huân của mình quá nửa không gánh vác được. Dù sao ma quân đã chạm đến bí mật lớn của linh cảnh rồi. chương 408, kiểm tra nguyên nhân bệnh một. Nếu chính phủ giữ thái độ thân mật đối với truyền nhân ma quân, sẽ không là thái độ ám muội như vậy. Ai, khó xử nha. Thật ra tổng kiểm tra sức khỏe cũng có lợi, đó chính là có thể điều tra rõ quái bệnh đau đầu của mình là do đâu mà có. Thủ đoạn y học bình thường không có cách nào cả, thủ đoạn của linh cảnh hành giả trung quy có thể tìm ra nguyên nhân bệnh chứ. Quái bệnh của hắn là khúc mắc của người cả nhà, cũng là ác mộng dây dưa hắn mấy năm. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, lấy ra điện thoại di động, dùng sim điện thoại không đăng ký kia gọi vào điện thoại di động của dì tiểu viên. Gặp chuyện không quyết hỏi đại lão, thuận tiện có thể hỏi tiểu viên một chút, muốn gia nhập bang phái của hắn hay không. Tu tu, tiếng chuông vang lên thật lâu thật lâu, dì tiểu viên mới nhận cuộc gọi, giọng điệu cực kỳ không tốt nói, có dám thì đánh. Cái giọng điệu này sao giống như ăn thuốc nổ. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười nhiệt tình. Di tiểu viên, đã lâu không gặp, nhớ gì muốn chết. Tôi không phải còn nợ gì một vạn sao, nghĩ ngài lúc này có thời gian hay không, tôi tới gặp một chút. Vô ngân đại sư lần trước từng nói, hy vọng hắn đừng đi khách sạn nữa, chính tả chẳng chung đường, chớ tự lầm lỡ. Bởi vậy, cho dù Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao, ở dưới điều kiện tiên quyết đại lão cảnh báo rõ ràng, hắn cũng không dám tự tiện đến gặp. Gọi cuộc này, là đường công cứu quốc, phu hồi một lần, để dì tiểu viên thay hắn xem giọng điệu của vô ngân đại sư. Dì tiểu viên cao ngạo lạnh lùng a à một tiếng, không có dám tôi cúp đây. Tổng kiểm tra sức khỏe của chính phủ sắp bắt đầu rồi, nghe nói lần này, phân bộ Tùng Hải xin hổ phù. Trương Nguyên thanh nghiêm mặt nói, tôi muốn hỏi một chút ý kiến của vô ngân đại sư. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, giọng điệu gì tiểu viên chuyển sang lạnh lùng. Cậu là lo lắng từng có qua lại với chúng tôi, sẽ trở thành tai họa ngầm, ảnh hưởng địa vị, thanh danh của cậu ở chính phủ. Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện trong giọng nói của cô có chứa cảm xúc, tựa như không quá vui vẻ. Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thiếu niên gầm nhẹ, buông tôi ra, chuyện của tôi không cần cô quản, cô đang gọi điện thoại với ai. Cô sao có thể có qua lại với người của chính phủ. Tiếp theo là dầm một tiếng trầm nặng, tiếp đó truyền đến tiếng thiếu niên kêu rên, hắn tựa như bị đánh ngất rồi. à, gì tiểu viên, tôi quấy dậy đến gì sao? Trương Nguyên Thanh cẩn thận đặt câu hỏi, đó là con gì? Con, Thanh âm tiểu viên đột nhiên cất cao. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, cười gượng nói, dì tiểu viên, làm phiền thay tôi hỏi một chút. Dì tiểu viên là người phụ nữ nhìn không ra tuổi, dáng người ngực bữ mông cong, có sự đầy đặn của phụ nữ trưởng thành, lại có sức sống của cô gái thanh xuân, mắt tròn mà quyến rũ, làn da trắng nõn. Nhưng khí chất của cô, cảm giác chỉnh thể cô cho người ta, tuyệt đối không phải thiếu nữ. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng đánh giá không chuẩn tuổi của cô, có thể 30, có thể 40, có một đứa con trai trai, tựa như cũng không kỳ quái. Di tiểu viên trả lời một câu lạnh như băng, ngắt điện thoại. Đại khái 10 phút sau, cô gọi lại vào số Trương Nguyên Thanh, nói. Phô Ngân Đại Sư nói, hổ phu là đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp thám báo, ở trước mặt nó, không ai có thể nói dối. Trừ phi có được đạo cụ hoặc lực lượng tầng cấp tương đương mới có thể chống lại. Đại sư còn nói, so với đi suy nghĩ che chắn năng lực của đạo cụ như thế nào không bằng nghĩ một chút do ai đến chủ đạo đạo cụ mặt khác cá nhân tôi cho rằng đánh giá về chúng tôi vẫn là không tệ cậu cùng bọn tôi chỉ là lui tới bình thường lấy công huân của cậu ngũ hành minh không đến mức bởi vì việc này chặt đứt tiền đồ của cậu tôi nói xong rồi không có việc gì thì cúp máy đi cô ấy quả nhiên tức giận rồi dì tiểu viên rất mẫn cảm nha mình thoáng biểu hiện ra một ít lo lắng cô ấy liền lập tức phát hiện một bộ dáng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với mình lòng tự trọng rất mạnh trương nguyên thanh ho khan một tiếng quả thật còn có một việc tôi đạt được một món bang phái lệch muốn hỏi gì tiểu viên một chút có hứng thú gia nhập bang phái của tôi hay không cậu muốn mời tôi gia nhập bang phái di tiểu viên ngây người có chút khó có thể tin trầm giọng nói cậu nghĩ kỹ chưa tôi là nghề nghiệp tà ác cậu mời tôi gia nhập bang phái của cậu từng nghĩ hậu quả không nếu chưa từng nghĩ vậy tôi nói cho cậu đầu tiên cậu không có khả năng mời bạn bè chính phủ gia nhập bang phái nữa, cái này sẽ ảnh hưởng cậu kinh doanh quan hệ, nghề nghiệp hợp pháp hoang dã cũng sẽ bởi vì trong bang phái có nghề nghiệp tà ác, đối với cậu chỉ dám kính ngưỡng mà nhìn từ xa, bang phái lệnh tương đương phế đi. chương 409, kiểm tra nguyên nhân bệnh 2. Tiếp theo, một khi việc này tiết lộ, tính chất so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho dù lý lịch công huân của cậu, cũng nhất định không thể trở thành cao tầng ngũ hành minh. Chính phủ thẩm tra chính trị là rất nghiêm khắc, trương nguyên thanh nói tôi biết nhưng tôi vẫn muốn mời dì tiểu viên cậu tiểu viên theo bản năng tức giận đột nhiên giọng điệu chuyển sang mềm mỏng nhẹ nhàng nói vì sao trương nguyên thanh im lặng hồi lâu chậm rãi nói quả thật trận doanh tà ác bởi vì đặc tính nghề nghiệp phần lớn đều là hạng tội ác tài trời đối với người như vậy tôi sẽ không nuông chiều sẽ không lưu tình nhưng tôi cũng biết cũng không phải toàn bộ nghề nghiệp tà ác đều là người xấu ví dụ như dì tiểu viên ví dụ như xấu hổ làm cha Dì tiểu viên lạnh lùng nói: "Cậu không hiểu biết tôi, đừng nói khẳng định như vậy." Trương Nguyên Thanh nói: "Tôi không biết quá khứ của gì, nhưng tôi cho rằng chỉ cần một lòng hướng thiện, bất luận kẻ nào cũng nên đạt được cơ hội tự mình cứu rỗi. Tựa như xấu hổ làm cha phạm sát nhiệt, hoàn toàn là bị ép. Xã hội này không cho ông ấy công đạo, cho nên ông ấy dùng đao lấy lại công đạo cho mình. Tôi là không biết quá khứ của gì, nhưng tôi biết gì của hiện tại, tin tưởng phán đoán của mình." Tiểu viên cười lạnh nói, có lẽ ngày nào đó cậu sẽ bởi vì tín nhiệm mù quáng mà chết. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, vậy tôi chết có ý nghĩa, cùng chết cũng không hối cải. Cô không nói chuyện nữa. Trương Nguyên Thanh giọng điệu nghiêm túc, tiếp tục nói, tôi gia nhập chính phủ thời gian không dài, lại từng thấy quá nhiều nghề nghiệp hợp pháp làm chuyện xấu, tôi có quan điểm thiện ác của mình, sẽ không bị linh cảnh trói buộc, nếu ngũ hành minh bởi vậy chèn ép tôi ra khỏi giới quyền lực trung tâm, cùng lắm thì làm cái tại giã đảng đảng hoang dã thôi hơn nữa ước nguyện ban đầu tôi xây dựng bang phái chính là muốn thành lập một mối quan hệ độc lập ở ngoài chính phủ trương nguyên thanh đoạn lời này nói cực kỳ thành khẩn quả thật là lời thật tâm không xen lẫn nói dối nhưng mục đích cũng không phải toàn là vì thuyết phục tiểu viên gia nhập bang phái còn có một tầng nguyên nhân chính là mượn miệng tiểu viên truyền đạt tư tưởng của mình cho vô ngân đại sư thái độ của vô ngân đại sư rất rõ ràng phân rõ giới hạn nhưng trương nguyên thanh không muốn buông ra cái đùi này hắn muốn kinh doanh thật tốt quan hệ của hai bên tương lai thêm một tầng bảo đảm. Tiểu Viên yên lặng nghe xong, nói cậu đã tự mình nghĩ sẵn rồi, vậy tôi không sao cả, không cần thiết nói những thứ này với tôi. Đợi lát nữa tôi mở ra kho hàng, click tìm kiếm góc trên bên phải, đưa vào ID linh cảnh của tôi, tôi liền có thể thu được nhắc nhở lời mời. Đúng rồi, bang phái cậu lập tên là gì? Giọng điệu của cô Nhu hòa hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với vừa rồi giọng điệu lạnh như băng. Phong giả Quy Lai, người chết trở về. Rên giọng điệu gì tiểu thay đổi? lạnh như băng nói, rất xin lỗi, cậu và tôi đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện, chuyện thêm bang phái bỏ đi. Trương Nguyên Thanh nghe trong điện thoại di động truyền đến tiếng tít tít, đầy đầu óc dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế cô gái này, cũng quá hay thay đổi rồi nhỉ, rõ ràng đang nói chuyện vui vẻ. Ai, xem ra là tránh không khỏi rồi, duỗi cổ rụt cổ đều là một đau, may mắn mình cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, khách sạn vô ngân, tiểu viên buông điện thoại di động xuống, bĩu môi cái tên vớ vẩn gì vậy. Cô suy nghĩ, lại cầm lên điện thoại di động, trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tin nhắn. Tôi cân nhắc một chút, tiếp theo, tiểu viên đặt điện thoại di động ở mặt bàn, nâng mắt lên, nhìn về phía đại sảnh khách sạn, thiếu niên nằm ở trên sàn lạnh lẽo vẫn không nhúc nhích. Hắn tuổi chừng 16, sắc mặt tái nhợt, chân mày đập, mắt sáng như sao, là con chó săn nhỏ rất anh tuấn, cũng rất sắc bén. Lúc này, nét tức giận trên mặt thiếu niên càng đậm hơn, nhưng khác với vừa rồi tức giận lúc này trong lửa giận sen lẫn oán khí cùng đau lòng tiểu viên cô từ lúc nào thông đồng với người của tổ chức chính phủ cô có xứng đáng với chúng tôi không lúc trước mọi người tuyên thệ đi theo vô ngân đại sư tu hành quên đi quá khứ cứu rỗi bản thân tuyệt không làm bạn với trận doanh tà ác không lui tới cùng trận doanh hợp pháp hắn càng nói càng tức giận giết gào như con sư tử nhỏ tôi muốn gặp vô ngân đại sư tiểu viên nhìn hắn một cái bình thản nói người nọ vừa rồi Cô ngân đại sư cũng biết. a à, thiếu niên vẻ mặt cứng đờ, ngẩn ra vài giây, thu lại sự kiêu ngạo, có chút xấu hổ nói, ồ, vậy, vậy không có việc gì nữa. Hắn sau đó lại rít gào lên, tiểu viên, cô mau cho tôi thuốc giải tê. chương 410, kiểm tra nguyên nhân bệnh 3. Cậu muốn báo thù, tôi không có ý kiến, nhưng cậu muốn đi tìm chết, tôi khẳng định không thể nhìn. Tiểu viên đi dép lê, từ sau quầy đi ra, cũng không nhìn hắn cái nào. Tự mình ở nơi này cảnh tỉnh một phen, tôi đi lên gặp vô ngân đại sư. Cô vào thang máy, tới lầu 4, dừng lại ở cửa phòng số 404. Cốc cốc, tiểu viên gõ nhẹ cửa phòng, thấp giọng nói, đại sư, là tôi. Nói xong, cô vặn tay nắm cửa, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, hành lang khách sạn biến thành cổ miếu làn hương lượn lờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời tôi gia nhập bang phái cậu ta. Tiểu viên khom người nói, vô ngân đại sư đưa lưng về phía cô, thanh âm cực lực nhẫn nại đau đớn quanh quẩn. Cô tới hỏi ý kiến của tôi, mà không phải từ chối, đã động lòng. Hắn đã nói gì với cô? Tiểu Viên cúi đầu, mang tư tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn thuật lại cho Vô Ngân đại sư. Bóng lưng mặc cà sa xa màu xanh ngồi lặng lẽ, hồi lâu không nói gì, rốt cuộc, thanh âm trầm thấp một lần nữa quanh quẩn. Hắn thật sự nói như vậy? Tiểu Viên nhẹ nhàng gật đầu, nói miệng không bằng chứng. Vậy cô liền tự mình đi nghiệm chứng đi, Vô Ngân đại sư chậm rãi nói. Hai ngày sau, bệnh viện Đường Thị Bệnh viện Đường Thị là sản nghiệp của Bách Hoa Hội, đơn vị cầm cờ đi trước trong bệnh viện tư nhân Tùng Hải, bị dùng để làm sân bãi tổng kiểm tra sức khỏe. Xe MPV xa hoa phiên bản kéo dài dừng ở ngoài phòng khám, cửa xe chạy bằng điện trượt xa, tinh vệ dẫn đầu từ trong xe nhảy ra, mái tóc đỏ nhảy múa giống như ngọn lửa. Tinh vệ, chậm một chút, cần ghi nhớ tao nhã mọi lúc, nơi này có rất nhiều đồng nghiệp nhìn. Lý Đông chạch chống gậy cất bước xuống xe, thời tiết càng thêm nóng bức, hắn vẫn như cũ mặc bộ trang phục chính thức kia, Âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, ghi lê tối màu, nhiều nhất chỉ cởi Âu phục ra. Hàng rear mép cũng được xử lý chỉnh tề. Trương Nguyên Thanh theo sau chui ra khỏi cửa xe, cười tủm tỉm quay người, bày ra tư thái quý ngài, nâng lên mu bàn tay làm tay vịn, cười nói: Đến, quan nương nương, chống tay chấm. Quan nhã lườm huyết hắn một cái, mặt giãn ra mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn, ở dưới sự trợ giúp của Trương Nguyên Thanh bước xuống khỏi cửa xe. Lý Đông trạch phía trước chống gậy chống, yên lặng nhìn một màn này, làm thập trưởng, hắn là không đồng ý yêu đương trong văn phòng, chỉ là cũng không có lý do phản đối, dù sao hắn chỉ là thập trưởng, không phải trưởng bối. Ừm, luận tuổi, làm trưởng bối của Nguyên Thủy là đủ, nhưng quan nhã 27 tuổi phải gọi hắn một tiếng lão ca. Quan nhã trâu già gặm cỏ non, Lý Đông Trạch khẽ lắc đầu, Trương Nguyên Thanh buông tay quan nhã, lại nhìn về phía đằng viễn trong xe, nói. Đằng viễn thập trưởng, anh chừng nào trở về đi làm bởi vì tổng kiểm tra sức khỏe tinh vệ cùng đằng viễn bị một lần nữa triệu hồi tổng kiểm tra sức khỏe là tính cưỡng chế không thể xin nghỉ không thể vắng mặt trừ phi đang ở linh cảnh hoặc là đã chết đằng viễn đẩy mắt kính trên mũi một bộ dáng thiếu kích tình đối với cuộc sống vì sao phải đi làm đời người khổ vì ngắn ngủi nên hưởng thụ cẩn thận sinh mệnh mà không phải mang thời gian có hạn lãng phí ở kiếm tiền cùng chiến đấu cho dù điểm xuất phát là duy trì bảo vệ trật tự ai cái gã cá muối này hết thuốc chữa rồi Trương Nguyên Thanh không nhiều lời nữa, đi theo đám người Lý Đông Trạch tiến vào bệnh viện. Xuyên qua tòa nhà phòng khám bệnh cùng chẩn đoán nhanh, đi thẳng vào sâu bên trong, càng lúc càng ít người, hoàn cảnh càng lúc càng yên tĩnh, rốt cuộc, thành viên đội 2 dừng lại ở một căn nhà nhỏ cỏ cây thấp thoáng. Lối vào căn nhà nhỏ có hai nhân viên cảnh vệ mặc đồng phục đứng canh, lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ là hành giả chính phủ đã thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Lý Đông Trạch dẫn cấp dưới tới gần, đưa lên giấy chứng nhận, sau khi kiểm tra không có sai sót, đoàn người tiến vào trong tòa nhà. Đại sảnh lầu một rộng rãi trống trải, tụ tập hơn 20 người, đều là tiểu đội hành giả chính phủ khu Khang Dương, cũng là gương mặt quen thuộc của Trương Nguyên Thanh. Đường Quốc Cường, Bạch Long, Thanh Đằng, quyền vương đám đội trưởng tụ tập một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Các cấp dưới của bọn họ, cũng top 5 top 3 tụ tập một chỗ, nói chuyện phiếm cười đùa, nữ hành giả thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Trương Nguyên Thanh thậm chí còn nghe thấy mấy nữ đồng nghiệp đang nói. Nghe nói nguyên thủy thiên tôn của đội 2 cũng tới. Thật chờ mong quá, nữ vương kia ở diễn đàn nói hắn bộ dạng rất tuấn tú, còn có đội trưởng thanh đằng của chúng ta cũng nói là tiểu tử rất không tệ. Trừ các nhân viên kiểm tra sức khỏe này, còn có mười mấy nhân viên cảnh vệ mặc đồng phục, có trật tự đứng ở các phương vị, chặn cửa sổ, đầu cầu thang, cửa chính. Các vị trí, chương 411, kiểm tra nguyên nhân bệnh 4. Đây là tiết tấu tính bắt được nội gian lập tức xử nha. Trương Nguyên Thanh có chút trột dạ lầm bẩm. Uầy, đại anh hùng nguyên thủy thiên tôn của chúng ta đến rồi. Đại cơ bá phát hiện có người tiến vào, quay đầu trông lại, nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn, lập tức lộ ra tiếng cười sang sảng. Nguyên thủy thiên tôn, giọng oang oang của hỏa sư truyền khắp đại sảnh lầu một. Đại sảnh hơi ồn ào lập tức yên tĩnh, mọi người đều vù quay đầu lại, nhìn về phía cửa chính bên này. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy từng ánh mắt đặt ở trên người mình, mang theo đánh giá, mang theo quan sát, mang theo mừng thầm, mang theo hài lòng lập tức nhận ra mình rồi. Mình tươi sáng như vậy, lóa mắt như vậy. Trương Nguyên thanh nghiêng đầu nhìn nhìn thập trưởng vuốt rear map, lại quay đầu nhìn một chút đằng viễn đeo kính mắt, ánh mắt hơi dại ra, cùng vương thái ánh mắt cũng dại ra. Ồ, toàn dựa vào đồng nghiệp phụ trợ, bộ dạng quả thật không tệ, tuổi cũng không lớn, chó con. Mới ngoài 20 nhỉ, thật tốt, tiểu nam sinh tuổi này tinh lực là vượng nhất. Trong tiếng khe khẽ nói nhỏ, thanh đằng quay đầu chừng mắt nhìn các nữ cấp dưới một cái. Một đám dại trai, Tính tình mộc yêu là phức tạp nhất trong các nghề nghiệp lớn, cao thượng, cao ngạo, ôn hòa, nhiệt tình vân vân, mà có chút mộc yêu sinh mệnh lực tràn đầy, có dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt, nhất là ở mùa xuân. Lại thêm nghề nghiệp này nữ giới tướng mạo quyến rũ, thân thể thướt tha, cho nên rất nhiều nữ mộc yêu ở trong tổ chức đều là em gái đi ngoại giao chứ danh. Thời gian trước, thậm chí có hành giả chính phủ vì các em gái ngoại giao đánh nhau to, tranh giành tình nhân, làm danh tiếng mộc yêu giai đoạn siêu phàm ở trong ngũ hành minh rất không tốt sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo nữ cấp dưới, thanh đằng đón thành viên đội 2, cười nói. Nguyên Thủy, cậu bây giờ chính là thần tượng trong lòng các cô gái phân bộ Tùng Hải rồi. Bạch Long đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm khái nói, nghe nói cậu cũng cấp 3 rồi. Tôi nhắm chừng là không mời chào được cậu, không bằng cậu tới một đội này của tôi đi, tôi tặng cho cậu vị trí đội trưởng. Lý Đông Trạch bên cạnh không khỏi cảm khái, hơn một tháng trước, những kẻ này còn ở trong bóng tối mưu đồ bí mật đào chân tường, Bây giờ đã hèn mọn đến cầu người ta làm đội trưởng Đội trưởng Bạch Long quá khen rồi Tôi kinh nghiệm nông cạn, không làm được đội trưởng Trương Nguyên Thanh khiêm tốn đáp lại Đại cơ bá hung hăng vỗ vai hắn Hào khí can vân, Lý Hiển Tông cũng bị cậu làm thịt rồi Làm đội trưởng có gì khó Tiểu tử cậu, thực sự làm phân bộ Tùng Hải chúng ta nở mày nở mặt nha Đang nói, phong kiểm tra bên trái mở cửa Một người đàn ông trung niên sắc mặt không quá dễ coi đi ra Xem cậu bộ dạng này là thân thể không tốt Đồng bạn nghênh đón, đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa. Người đàn ông trung niên vội vàng xua tay, giữ kín như bưng. Cách đó không xa, quan nhã ghé đến bên tai Trương Nguyên Thanh, nhỏ giọng nói. Hắn thận hư, hương thơm ấm áp tức phun ở vành tai, mang đến thể nghiệm tê tê, Trương Nguyên Thanh trà trà tai, thấp giọng nói. Sao chị biết, ồ, chị là thám báo, chị quan nhã, nơi này tựa như không có thiết bị gì nha, kiểm tra thân thể như thế nào. Tổng kiểm tra sức khỏe cửa thứ nhất, kiểm tra là trạng thái khỏe mạnh của thân thể, linh cảnh hành giả cũng sẽ sinh bệnh, dù sao vẫn là sinh vật hữu cơ. Quan Nhã giải thích, kiểm tra sức khỏe phần thân thể, phân bộ Tùng Hải chúng ta kiểm tra sức khỏe, chỉ cần một bộ dụng cụ là đủ rồi, nó tên là máy kiểm tra thần y, là một đạo cụ đẳng cấp cao của nghề nghiệp nhạc sĩ, thông qua ánh sáng đặc thù quét toàn thân, có thể kiểm tra ra tình huống thân thể, bất cứ bệnh tật nào cũng có thể điều tra ra. Bao gồm tình huống bị năng lực đặc thù khống chế, nó cũng có thể kiểm tra ra bị năng lực đặc thù khống chế. Khó trách ma quân nói hắn không qua được tổng kiểm tra sức khỏe, lực lượng chén thánh xa ngã tà ác đáng sợ, lại không có tính bí ẩn, cho nên không thể giấu được kiểm tra sức khỏe. Trương Nguyên Thanh giật mình, đồng thời có chút sốt ruột không chờ nổi muốn thể nghiệm một khâu này. Bệnh cũ đau đầu vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, trước khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn luôn lo lắng, rất sợ một ngày nào thuốc đặc hiệu mất linh, liền không còn mạng nữa. Hơn nữa, lão mẹ nữ cường nhân dẫn hắn đi rất nhiều bệnh viện lớn, cũng chưa thể tra ra nguyên nhân bệnh. Trong chờ đợi dài đằng đẵng, hành giả chính phủ xếp hàng ở phía trước, một người tiếp một người đi ra khỏi phòng kiểm tra, đi về phía lầu 2, tiến hành khâu thứ hai. Lý Đông Trạch, trong phòng kiểm tra truyền đến tiếng gọi, rốt cuộc đến lượt đội 2, chương 412, kiểm tra nguyên nhân bệnh 5. Lý Đông Trạch chống gậy chống, nhìn về phía cấp dưới phía sau, tao nhã mỉm cười. Nếu không ngại, cùng nhau vào đi, tôi cảm thấy cùng nhau kiểm tra sức khỏe, có thể tăng tiến quen thuộc lẫn nhau, mà tôi làm thập trường, cũng có nghĩa vụ biết được tình huống thân thể các cô cậu. Ừm, cái này không phải cưỡng chế, nếu chú trọng thân thể riêng tư, có thể ở lại bên ngoài. Nói xong, hắn mang theo gậy trống, tiến vào phòng kiểm tra. Trương Nguyên Thanh tò mò đã lâu lập tức vào theo, Khương Tinh Vệ không chút do dự đi theo giúp vui. Quan nhã nhíu nhíu mày, hơi do dự, cũng theo hai người tiến vào phòng kiểm tra. Về phần đằng viễn và vương thái, hai người vô dục vô cầu, nước chảy bèo trôi. Trong phòng kiểm tra, Trương Nguyên Thanh đã thấy được máy kiểm tra thần y, đây là một dụng cụ cao bằng nửa người, chỉnh thể hình trụ, tương tự cột sạc pin phiên bản cao hơn to hơn. Nền cùng thân máy kim loại sơn thành màu trắng, mặt ngoài hình trụ là một màn hình. Trên thân máy nối với một sợi dây cáp, một đầu khác của dây cáp là máy quét hình chữ T. Một nữ bác sĩ mặc áo blau trắng ngồi ở sau bàn, nhìn lướt qua mọi người đi vào, hỏi. Lý Đông Trạch là vị vào. Lý Đông Trạch dựa gậy chống cẩn thận, Ngồi xuống bên cạnh bàn là tôi. Nữ bác sĩ vẻ mặt bình thản gật đầu, cũng không nhìn đám người Trương Nguyên Thanh, cầm lấy máy quét, nhắm vào trán Lý Đông Trạch. Tít tít, máy quét sáng lên đèn báo hiệu màu vàng, chiếu ra ánh sáng dạng tia màu đỏ, chiếu vào trán Lý Đông Trạch. Máy móc chợt phát ra thanh âm điện tử, tít tít, bắt đầu chẩn đoán. Chứng bệnh là viêm dạ dày dạng sơ, ý kiến chỉ đạo, xin ăn uống có quy luật, kiêng rượu, kiêng cay độc. Chẩn đoán xong, Lý Đông Trạch thuận thế đứng dậy thở dài nói, dạ dày không tốt vẫn luôn là bệnh cũ của tôi, nhưng kiêng rượu thật sự là quá khó. Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua máy tính, nói, Khương tinh vệ. Danh sách là dựa theo trình tự vào làm sắp xếp, cháu cháu cháu, tinh vệ chen lý đông trạch ra, ngồi ở bên cạnh bàn, nữ bác sĩ nâng lên máy quét nhắm ngay cái chán của cô. Tiết tiết, bắt đầu chẩn đoán, chưa kiểm tra được chứng bệnh, dạ dày hơi to, chỉ số thông minh hơi thấp, ý kiến chỉ đạo, chứa rượu trẻ ăn uống quá độ. Chẩn đoán xong. Mọi người, hay cho một cái chỉ số thông minh hơi thấp, cái máy điều này còn rất có IQ, không nên là chỉ số thông minh cực thấp sao. Trương Nguyên Thanh suýt nữa cười ra tiếng, nữ bác sĩ thương hại nhìn tinh vệ, Trần An, cô gái nhỏ thân thể không tệ, dạ dày to, nhưng cái này không phải bệnh, hỏa sư nào dạ dày cũng hơi to. Người tiếp theo, quan nhã, Trương Nguyên Thanh nhất thời tinh thần dâng lên, tiết tiết, bắt đầu chẩn đoán, chưa kiểm tra được chứng bệnh, thân thể ngài bảo dưỡng rất tốt, xin bảo trì chẩn đoán xong, quan nhã nhìn nhìn trương nguyên thanh, cười tự tin. linh cảnh hành giả trẻ tuổi, thân thể bình thường đều sẽ không kém. kế tiếp là đằng viễn, thân thể lão cá muối cũng rất không tệ, chỉ là cận thị nặng. chứng bệnh trên người vương thái thì nhiều, gan nhiễm mỡ, trí, nội tiết hỗn loạn vân vân. học sĩ ở giai đoạn siêu phàm thể chất tăng lên cực thấp, vương thái ở trong quần thể người thường là một hảo thủ, ở trong quần thể linh cảnh hành giả chính là con gái yếu đuối. nguyên thủy, tới lượt cậu rồi. Lý Đông Trạch nói, Trương Nguyên Thanh đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích, hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nhanh lên nhanh lên, Khương Tinh về thúc giục, để em nhìn xem anh có bệnh hay không. Quan Nhã cười mỉm nói, yên tâm, cậu sẽ không thận hư, chị nhìn người rất chuẩn. Trương Nguyên Thanh tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thẳng lưng. Nữ bác sĩ mặc áo blau trắng lặp lại thao tác trước đó, cầm lấy máy quét nhắm vào chán hắn. Tiết tiết, đèn báo hiệu màu vàng của máy quét sáng lên, phóng xạ ra ánh sáng dạng tia màu đỏ chiếu vào trán trương nguyên thanh máy móc phát ra giọng nói điện tử tiết tít bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là trương nguyên thanh ngừng thở chờ mong của máy thần y vạn năng đưa ra đáp án nhưng mà giọng nói điện tử bỗng nhiên kẹt vài giây sau giọng nói điện tử tiếp tục vang lên tiết tít bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là tiết tít bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là tiết tít bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là giọng nói điện tử không ngừng lặp lại mỗi lần khi muốn nói ra chứng bệnh, liền một lần nữa tuần hoàn, một lần rồi lại một lần. Hả, nữ bác sĩ vẫn duy trì động tác quét, liếc máy chủ một cái, lại nhìn chữ T trong tay, vẻ mặt mờ mịt. Trương Nguyên Thanh càng mờ mịt hơn, lại có chút thất vọng cùng lo lắng, tựa như hẹn bạn gái đi quán rượu tâm sự cuộc đời, sau khi tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, bạn gái nói em đến tháng. Tuy hắn chưa có bạn gái, nhưng tâm tình là tâm tình này. Chương 413, cha hỏi chỉ thẳng linh hồn một. Máy hỏng rồi sao? Khương tinh vệ đi đến cạnh cái mày hình trụ, không chút suy nghĩ, giơ chân đá hai phát rầm rầm. Tinh vệ, đừng đá lung tung. Lý Đông trạch cả kinh, thầm nhủ đây chính là đạo cụ đẳng cấp cao, phân bộ tùng hải từ chỗ thế gia nhạc sĩ bỏ số tiền lớn mua. Đạo cụ loại phụ trợ không giống loại chiến đấu, không chắc chắn chịu va đập như vậy, hư hao là việc thường có. Lúc đồ điện trong nhà xảy ra vấn đề, em đá mấy cái là ổn. Tinh vệ lại rầm rầm hai lần, nữ bác sĩ không nhìn được nữa, gấp gáp quát. Cô, tít tít, hệ thống đang khởi động lại, máy thăm dò phát ra giọng nói điện tử, màn hình nhất thời đen xì, tiện đà một lần nữa sáng lên, bắt đầu khởi động lại. Khương Tinh vệ mặt mày hớn hở, xem đi, đánh một trận là tốt rồi. Đằng viễn đẩy mắt kính trên mũi, thản nhiên nói, không sao, đã hỏng rồi, tổ chức có nghĩa vụ chi trả cho em. Lý Đông trạch vẻ mặt bất đắc dĩ, quan nhã liếc nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, chị rất tò mò thân thể cậu có bệnh gì, Trương Nguyên Thanh miến cứng cười gượng nói ra một câu, có thể là hội chứng tròm sao bò cạp, hoặc là chứng si mê tạo hình dây ni lông màu đen đối với chi sao nhân loại giống cái. Đây là trùng hợp sao, vừa lúc máy móc trục trặc, hắn nhìn lướt qua các đồng bạn, vẻ mặt bọn họ đều vô cùng bình thản, đại khái cũng cho rằng đây chỉ là một lần trục trặc bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có vương thái nhíu mày, không thích hợp, hắn gãi gãi đầu, đi đến trước máy thăm dò, gõ gõ, lại mở ra giao diện thao tác màn hình, cẩn thận nghiên cứu học sĩ là thợ rèn tương lai, Vương Thái ở phương diện đạo cụ trình độ nghiên cứu rất cao. Hắn đánh giá hồi lâu, nói, nó chưa xảy ra trục trặc nha, hơn nữa, lấy cấp độ của đạo cụ này, sẽ không xảy ra trục trặc mới đúng. Mọi người có thể không biết, đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ là dùng bền nhất, hơn nữa đạo cụ này có được năng lực tự mình chữa trị. Hả, quan nhã cùng Lý Đông Trạch Thân là thám báo, đồng thời nhíu mày, nhìn về phía Nguyên Thủy, phát hiện bản thân hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, máy thăm dò khởi động lại xong nữ bác sĩ nói tuy không biết nguyên nhân gì nhưng hình như không có vấn đề nữa nói xong cô dơ lên máy quét một lần nữa nhắm vào cái chán trương nguyên thanh mọi người thấy thế liền không nói nữa yên lặng ở bên quan sát máy quét sáng lên đèn màu vàng giọng nói điện tử một lần nữa vang lên tiết tít bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là tiết tít xin chớ đồng thời thanh âm đột nhiên kẹt tựa như vẫn là có chút vấn đề tôi thử chút nữa Nữ bác sĩ nhíu nhíu mày, buông máy quét xuống, sau khi chờ đợi vài giây, một lần nữa giơ lên, nhắm vào trán Trương Nguyên Thanh. Đèn vàng sáng lên, giọng nói điện tử truyền đến: "Tít tít, chưa kiểm tra được chứng bệnh, thân thể ngài bảo dưỡng rất tốt, xin duy trì." Chẩn đoán xong, phù, nữ bác sĩ phun ra một hơi, mỉm cười nói: "Không có vấn đề, thân thể của cậu rất khỏe mạnh, xin tiếp tục duy trì." "Ồ ồ," Trương Nguyên Thanh đứng dậy, nhìn quanh các đồng đội cười nói xem ra thân thể tôi cũng rất khỏe mạnh nha quan nhã và lý đông trạch nhìn nhau ăn ý lộ ra nụ cười vương thái trao mày không đúng nha luôn cảm thấy đạo cụ này hôm nay ngoan ngoãn bác sĩ tôi có thể ở lại chỗ này nghiên cứu một chút không nữ bác sĩ nhíu mày không được đạo cụ này cực kỳ quý trọng không phải đối tượng có thể tùy tiện tháo rỡ nghiên cứu được rồi vương thái bất đắc sĩ bỏ qua đoàn người rời khỏi phòng kiểm tra Lý Đông Trạch dẫn theo đội ngũ bước về phía đầu cầu thang, nói. Các chấp sự ở lầu 2 chờ chúng ta, Phó Bách Phu Trưởng cũng ở đó. Phần kế tiếp là kiểm tra trạng thái tinh thần, năm trước mà nói là chỉ có một mục đánh giá tinh thần, năm nay có thêm phát hiện nói dối. Hắn câu này là nói với Nguyên Thủy, trong đội ngũ chỉ có hắn một người mới. Nhưng Trương Nguyên Thanh căn bản nghe không vào, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn tiếng của máy kiểm tra. Lần đầu tiên thăm dò ra kết quả, đủ để nói rõ nó kiểm tra ra mình có bệnh, mà mình quả thật có bệnh, cho nên không tồn tại khả năng trục trặc. Nhưng vì sao chưa đưa ra bệnh chứng, là không cho ra được chứng bệnh, hay là nguyên nhân khác? Về phần lần thứ hai, trọng điểm ở xin chớ đồng thời bốn chữ này, cái này nói rõ sau khi khởi động lại, máy thăm dò đã tra ra vấn đề của mình, đang muốn đưa ra nhắc nhở. Nhưng đột nhiên lại kẹt, xin chớ đồng thời cái gì, nó muốn nói cái gì, Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng nặng nề, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp đủ loại nghi hoặc hiện lên ở trong lòng, cuối cùng tìm căn nguyên, trở về đến bản thân chứng bệnh. Bệnh đau đầu là do đâu mà có? chương 414, cha hỏi chỉ thẳng linh hồn 2. Đau đầu là ở một ngày nào đó đột nhiên phát tác, khi đó hắn còn đang học cấp 3, buổi tối ngày nào đó đột nhiên đau chết đi sống lại, xoang mũi chảy máu, dì trẻ cùng anh họ vội vàng dẫn hắn đi bệnh viện. Kết quả từ ban ngày cha tới buổi tối, thiết bị nào cũng làm, bác sĩ nói thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề lúc ấy người nhà không bận tâm lắm, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Thẳng đến lần thứ hai phát tác, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh vì thế nằm viện. Lão mẹ sau khi nghe nói, rốt cuộc chịu gác lại công việc của bà, phân ra một chút tinh lực chú ý con trai, dẫn hắn trần trọc các bệnh viện lớn, cũng chưa tra ra nguyên nhân bệnh. Rồi có một ngày, lão mẹ ở nước ngoài mang về thuốc đặc hiệu. Cha không ra nguyên nhân bệnh bản thân đã rất kỳ quái. Lão mẹ lúc ra nước ngoài không mang mình đi kiểm tra, lại có thể mang về thuốc đặc hiệu. Bây giờ ngẫm lại, càng kỳ quái. Mà kỳ quái hơn nữa là, ngay cả đạo cụ linh cảnh cũng tra không ra nguyên nhân bệnh. Cái này có thể là bệnh bình thường. Trương Nguyên Thanh trong lúc suy tư, đoàn người tới lầu 2, so sánh với đại sảnh lầu 1, không gian nơi này nhỏ hơn rất nhiều, hơn 20 vị nhân viên kiểm tra sức khỏe, cùng với cảnh vệ viên nhân số sấp xỉ, khiến nhìn lướt qua, người đông nghịt, tỏ ra cực kỳ chật trội. Vẻ mặt Vương Thái lập tức trở nên khó coi, có chút gò bó, bài xích. Trương Nguyên Thanh thấy thế, hơi động tâm, cười nói. Vương Thái huynh, tôi nhớ rõ lầu một có nhà vệ sinh, cùng đi xả nước một chút. Vương Thái liên tục gật đầu, được được, lập tức, hai người dọc theo cầu thang đi xuống, trở lại lầu một, tiến vào nhà vệ sinh. Trương Nguyên Thanh lần lượt đẩy ra ngăn WC, xác nhận không có ai, lúc này mới tới trước bệ đi tiểu, vừa lấy ra định hải thần châm, vừa giả bộ không để ý nói. Cái máy thăm dò kiểm tra kia thần kỳ quá nhỉ, là cảnh giới thánh giả. Ừm. Um, Vương Thái nghiêm túc xả nước, Trương Nguyên Thanh lại hỏi, đạo cụ tầng cấp này, hẳn là có ý thức của mình nhỉ? Món đạo cụ loại quy tắc kia của tôi, còn có suy nghĩ của chính mình? Ừm, có, Vương Thái nói, nó có ý thức của mình, lấy hình thức trí tuệ nhân tạo mà tồn tại. Quả nhiên là ý thức bản thân, vậy nó vừa rồi là sửa lời, không muốn nói ra chứng bệnh của mình. Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp, hai người xả nước xong, trở lại lầu hai, trong chờ đợi dài đằng đắng, từng vị hành giả chính phủ hoàn thành đánh giá tinh thần, đại bộ phận mọi người đều có thể qua, một bộ phận nhỏ sẽ bị đánh dấu, cần phụ đạo tinh thần nhất định. Ví dụ như một ít hỏa sư, tính tình quá mức nóng này, bị chẩn đoán mắc chứng hưng cảm nặng. Một ít mộc yêu nghiện tình dục quá độ, cần phụ đạo tinh thần, phối hợp dùng dược vật, khắc chế tiết hormone; môn. Một ít thám báo mắc bệnh thích dình coi, Suốt cuộc. Đến lượt đội 2, trạng thái tinh thần thành viên đội 2 làm người ta đáng lo, Lý Đông Trạch là ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, Quan nhã là thích sạch sẽ, tiêu cực, khương tinh vệ là hưng cảm, dễ giận. Đằng viễn là bi quan tiêu cực, cùng với trầm cảm mức độ trung bình. Cuối cùng, Vương Thái bị chẩn đoán là tự bế mức độ trung bình từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh trên băng ghế, nói. Tới lượt cậu rồi, Trương Nguyên Thanh sau đó tiến vào phòng, nhìn thấy một bác sĩ trung niên mặc áo blau trắng, ngồi ở sau bàn làm việc. Mời ngồi, bác sĩ trung niên ra hiệu hắn vào ngồi, cười nói. Cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỉ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh kiệt. Tôi họ tôn, là chấp sự khu chiêu môn, nghề nghiệp thám báo, thánh giả cấp 5, đồng thời cũng là tiến sĩ tâm lý học. Tôi bây giờ cần làm một lần đánh giá tinh thần đối với cậu, đơn giản hỏi cậu mấy vấn đề. Hắn cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy, như có thể nhìn thấu lòng người. Bác sĩ tâm lý cấp chấp sự, cái địch, thế này so với quan nhã thập trưởng còn sâu sắc hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh vào ngồi, nói, vâng. Bác sĩ Tôn cười nói, không cần khẩn trương, sau đây tôi có thể sẽ hỏi một ít vấn đề riêng tư bí mật, nhưng nơi này không có camera theo dõi, cũng không có nghe lén, trừ tôi, không có bất luận kẻ nào biết, mà tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình, sẽ không bại lộ việc riêng tư của cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 21 tuổi, người địa phương Tùng Hải, trong nhà có tiền có xe, mồ côi cha, chưa từng có bạn gái, tinh thông là 20 mét. Trương Nguyên Thanh Thành khẩn nói, xin đừng để lộ ra ngoài. Bác sĩ Tôn ngẩn ra một phen, chăm chú nhìn thật sâu, cậu có chút khẩn trương, theo bản năng nói lời quái dị điều tiết không khí. Tôi nói rồi, không cần gò bó, chúng ta là bạn. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, biết ở trước mặt thám báo tê cảnh giới hánh giả, nói chêm chọc cười không có ý nghĩa, liền nghiêm mặt nói. Vừa rồi là nói giỡn, vậy chúng ta bắt đầu đi. chương 415, Hổ Phụ 1, bác sĩ Tôn ôm chán, hỏi, bình thường thích xem phim hành động không? Tôi chỉ là phim hành động phương diện tình yêu, nếu thích xem, vậy chuyên chú vào những phân loại nào, sản phẩm trong nước hay là nước ngoài. Thích diễn viên trẻ tuổi nào, lúc xem phim có tôi nhanh không, sau khi xem phim xong, sẽ tìm bạn gái, hay là tìm khăn giấy. Trương Nguyên Thanh bị một loạt vấn đề hỏi ngẩn ra, thầm nhủ ông con mẹ nó có phải lắp camera theo dõi ở nhà tôi hay không. Hỏi chuẩn như vậy, đau nào cũng trung yếu hại, bác sĩ tôn tuổi chừng 40, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày đặc. Có khí chất trầm ổn bác sĩ và học giả kết hợp, nụ cười cực kỳ gần gũi thấy vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đầy ngạc nhiên, hắn mỉm cười nói. Yêu ghét là có thể phản ứng trạng thái tinh thần của một người nhất, tính cách như thế nào, thường thường thể hiện ở trên một ít sở thích, mà giá trị tham khảo xu hướng tính dục cùng XP, cao hơn so với sở thích bình thường. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ, bác sĩ tấm lòng cha mẹ, tôi từng hỏi bệnh nhân vấn đề xấu hổ hơn nữa, cũng từng nghe bọn họ nói câu trả lời càng khó mở miệng hơn. Ở trong mắt bác sĩ chúng tôi, chúng sinh ngang hàng. Ở trong mắt bọn ông loại người này, chúng sinh chẳng qua là một đống máu thịt không có ý nghĩa trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm không khỏi nhớ tới gì trẻ khi học y lý diếu hướng hắn miêu tả quá trình giải phẫu người hiến thi thể trương nguyên thanh nghe mà thiếu chút nữa nôn mà gì trẻ tâm tính vững như chó già nếu là đạo cụ hoặc kỹ năng gây ảnh hưởng trương nguyên thanh có thể chuyển đến trên thân tiểu đậu bỉ nhưng một thám báo có thể nhìn thấu lòng người trên bản chất là có được năng lực phát hiện nói dối mà không phải hướng mục tiêu thi triển lực lượng nào đó cho nên linh phó cũng bất lực Trương Nguyên Thanh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương, phim hành động mà nói, bình thường là sẽ xem, người trưởng thành mà, ai chưa từng xem chứ. Nhưng bây giờ tìm phim càng ngày càng khó, tôi vì mở rộng con đường, thêm rất nhiều diễn đàn trò chơi. Bác sĩ Tôn hai tay giao nhau, gật gật đầu, cái này rất bình thường, tôi lúc trẻ tuổi, đối với mấy thứ này cũng đặc biệt ham thích. Ồ, vậy bây giờ là vì lớn tuổi sao? Trương Nguyên Thanh cười lên, không, tôi bây giờ đã có vợ, cô ấy rất xinh, vóc người lại đẹp, tôi rất yêu cô ấy bác sĩ tôn cũng cười lên trương nguyên thanh cảm giác mình bị phản trào phúng hắn tiếp tục trả lời vấn đề sau đó tôi bây giờ là không xem cặp da đen da trắng tương đối thích xem của hàn quốc tiếp đó chính là phim những kẻ cuộc sống không tệ kia quay so sánh với phim cặp da đen da trắng cuộc sống bọn họ là thật chỉ xem tên phim liền có thể chọc đúng điểm sướng của người ta tuổi của nữ diễn viên thật ra không nhiều yêu cầu như vậy chỉ cần trưởng thành là được bác sĩ tôn chậm rãi gật đầu nữ giới các giai đoạn đều thích ừm cái này rất bình thường đúng đúng đàn ông không nhiều yêu cầu như vậy chỉ cần bộ dạng xinh đẹp dáng người tốt yêu cầu rất đơn nhất trương nguyên thanh chậm rãi nói khôi phục tính cách giỏi về xã giao xem phim khẳng định là tua rồi không tua nhanh vậy còn là người sao lúc xem phim tôi bình thường sẽ không tìm bạn gái đều là bọn họ chủ động tìm tôi trong lòng tôi thật ra là kháng cự bác sĩ tôn nói bọn họ ừm lấy thân phận địa vị của cậu bên người nhiều bạn gái trái lại là bình thường không tôi nói là chúng nó trương nguyên thanh giơ tay trả lời theo sự thật thật ra tôi cũng chưa có bạn gái mắt bác sĩ tôn sáng lên đột nhiên tỏa sáng vội vàng truy hỏi vì sao không kiếm bạn gái chứ cậu thoạt nhìn không phải người hướng nội trương nguyên thanh gái gãi đầu trước kia à tôi luôn cảm thấy con gái rất phiền họ không đáng tôi lãng phí thời gian cùng tinh lực đi ứng phó vậy bây giờ thì sao bây giờ gặp được mấy người khiến tôi nguyện ý tốn tinh lực đi ứng phó nhưng về sau loại cảm giác đó lại đã không còn vì sao vừa rồi tôi đã nói chúng sinh ngang hàng tôi không những là chấp sự cũng là bác sĩ tâm lý học chuyên nghiệp từng nhận huấn luyện nghiêm khắc câu trả lời nào cũng không sẽ làm tôi sinh ra cảm xúc khác thường càng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu tôi về sau cảm thấy có lẽ heo nái so với bọn họ càng tốt hơn bác sĩ tôn ngây dại hoàn toàn không ngờ sẽ đạt được câu trả lời như vậy Đường đường nguyên thủy thiên tôn, thiên tài cấp hạt giống, thế mà có sở thích tính dục vặn vẹo như vậy. Là cái gì vặn vẹo quan niệm của hắn, lúc thơ ấu gặp xâm hại. Mối tình đầu bạn gái cắm sừng, một ít ham mê biến thái của bố hoặc mẹ, trong lúc nhất thời, trong ánh mắt bác sĩ tôn đã thương hại lại cảnh giác. chương 416, Hổ Phù 2, không hề nghi ngờ, đây là một loại tâm lý biến thái, mà tâm lý biến thái, không thể nghi ngờ là tai họa ngầm thật lớn. Làm nghề y nhiều năm, bệnh nhân biến thái như vậy, thật sự là vô cùng hiếm có. "No no no," Trương Nguyên Thanh cả giận nói, ông còn nói sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn người ta. Bác sĩ Tôn có chút xấu hổ, Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, thật ra đây là trả giá của đạo cụ, từ sau khi không dùng món đạo cụ đó, xu hướng tính dục của tôi đã dần dần khôi phục, hơn nữa mấy ngày nay tích cực đi đùa giỡn nữ giới cùng tổ, từng chút một ở trên người cô ấy tìm về xúc động của đàn ông. Bác sĩ Tôn nhẹ nhàng thở ra, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục một vấn đề tiếp theo, nói chút tình huống gia đình của cậu, không cần nói tên cùng địa chỉ với tôi, thậm chí không cần phải nói nghề nghiệp, tường thuật tóm lược đơn giản là được rồi. Tôi ở cùng ông bà ngoại, còn có một dì trẻ, cậu mở anh họ ở nhà đối diện. Bố tôi mất rất sớm, mẹ tôi cảm thấy mang theo tôi không dễ tái giá, cũng sợ bố dưỡng sẽ không tốt đối với tôi, liền dứt khoát tự mình nuôi tôi lớn lên. Phương thức nuôi nấng tôi của bà ấy chính là vứt tôi cho ông bà ngoại, bản thân ở bên ngoài dốc sức làm việc kiếm tiền, cũng không để ý gì tới tôi, chỉ cho tiền. Lúc còn nhỏ tìm bà ấy học phụ huynh, bà ấy luôn nói đi tìm cậu, mẹ bận làm, phải kiếm tiền. Bác sĩ Tôn Kiên nhẫn nghe xong, đột nhiên hỏi, cậu hận bà ấy sao? Không hận, cậu nói dối, quả thật không hận, nhưng có oán. Bác sĩ Tôn lúc này mới gật đầu, một vấn đề tiếp theo, lúc còn nhỏ từng có hành vi hành hạ đến chết động vật không? Có chứ, tôi thích ngồi xổm đầu ngõ, ném một miếng thịt béo không thích ăn, sau đó nhìn đàn kiến kết đội di chuyển đi, ở lúc chúng nó sắp thành công, đi tè dội trôi toàn bộ. Còn có châu chấu, ếch, chuồn chuồn vân vân, chó mèo thì sao, cái đó không có. Bác sĩ Tôn đánh giá hắn vài giây, tiến vào một chi tiết cuối cùng. Tôi hỏi xong vấn đề này, lần nói chuyện với nhau này của chúng ta liền kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu, đối với nghề nghiệp tà ác thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh tìm từ một lát, căm hận cùng thương hại. Bác sĩ Tôn chợt khẽ nhíu mày, thương hại Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tôi là thần dạ du, từng xem quá khứ của rất nhiều người nghề nghiệp tả ác, bọn họ tâm tính vặn vẹo phần lớn đều ở thơ ấu, bộ phận nhỏ là ở trong xã hội thấy quá nhiều bất công, dần dần chán đời, xa ngã thành tội phạm. Có một vị triết học gia từng nói, trong nhân loại sinh ra mỗi một con ác ma, liền đại biểu quanh thân có vô số ác ma. Nghề nghiệp tà ác chính là chính là ác ma sinh ra kia, mà người ép hắn đi lên con đường này, là ác ma ẩn tính. Tôi cho rằng, mỗi một phần tội nghiệp đều là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại, bây giờ Internet phát triển như vậy, ác ma sinh ra có lẽ không chỉ là bị người xung quanh hãm hại, còn có các ác ma năm châu bốn biển. Cho nên tôi thương hại bọn họ, nhưng cái này không trở ngại tôi khi gặp được, thuận tay rửa sạch tội nghiệp của bọn họ. Bác sĩ Tôn Lâm vào trầm ngâm, một hồi lâu sau, hắn cảm khái nói, cậu là người giỏi về tự hỏi, tôi từng thấy rất nhiều tân thủ linh cảnh, cái nhìn của bọn họ đối với nghề nghiệp tà ác đơn giản mà thống, cho rằng đó là tội phạm, là nhân tính xa ngã, là ngọn nguồn nguy hiểm, là kẻ địch phải diệt trừ. Cái này đương nhiên cũng không sai, nhưng rất ít người sẽ đi suy nghĩ nguyên nhân nghề nghiệp tà ác sinh ra, cùng từ trong đó nghĩ lại ra một vài thứ. Trương Nguyên Thanh cười nói, có lẽ bọn họ không phải không biết nghĩ, mà là lười nghĩ, không muốn đi nghĩ. Hắn sở dĩ suy nghĩ những thứ này, một mặt là tiếp xúc đến xấu hổ làm cha người nghề nghiệp tà ác như vậy, một mặt khác là thần giả du sau khi hỏi Linh, hấp thu ký ức linh thể, sẽ sinh ra cảm giác nhập vai mãnh liệt. Phải biết rằng, nhân loại buồn vui là không tương thông, cực khổ của người khác, ở trong mắt người có lẽ là đề tài gây cười, chỉ có thật sự thay vào, mới sẽ đi suy nghĩ. Là thần dạ du nghề nghiệp này, cho Trương Nguyên Thanh điều kiện suy nghĩ những thứ này. Vấn đề của tôi hỏi xong rồi, bác sĩ Tôn mỉm cười gật đầu, cảm tạ phối hợp, cậu có thể đi ra ngoài. Chờ Trương Nguyên Thanh đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng hỏi chẩn đoán, bác sĩ Tôn trượt bánh xe lăn dưới ghế ngồi, chuyển qua trước màn hình máy tính, trước tiên đánh dấu móc ở hạng mục đánh giá tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp theo ghi chú đánh giá, trạng thái tinh thần bình thường, giàu chính nghĩa, nghi ngờ nguyên nhân gia đình, quen dùng bề ngoài sáng sủa nhiệt tình che giấu quái gở cùng thâm trầm trong lòng. Kẻ chủ nghĩa duy tâm, giai đoạn này không đề nghị cho chức vị quá quan trọng. Kẻ chủ nghĩa duy tâm, càng thêm quen duy trì bảo vệ chính nghĩa trong lòng, mà không phải trật tự chương 417, Hổ Phù 3, nói đơn giản một chút, ở giữa cấp bậc chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa, loại người này sẽ thiên hướng kẻ sau. Kết quả chính nghĩa, thật ra càng dễ dàng đạt được đại đa số người tán đồng cùng cộng hưởng hơn, nhưng đối với kẻ chấp pháp mà nói, cấp bậc chính nghĩa phải cao hơn tất cả. Trương Nguyên Thanh quay về sảnh chờ lầu 2, lúc này, nhân viên tham dự tổng kiểm tra sức khỏe đã lục tục rời khỏi. Trừ thành viên đội 2 tới muộn, chỉ có lác đác hai ba người còn đang xếp hàng. Lý Đông Trạch ngồi ở trên ghế công cộng, hai tay chống gậy, cười nói. Từ trong vẻ mặt của cậu, tôi có thể nhìn ra vừa rồi vấn đề của tôn chấp sự rất không tao nhã. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, cười khổ nói. Hắn thế mà hỏi bình thường có xem phim hay không, thích xem nữ diễn viên thế nào, mọi người sao không sớm chút nói cho em biết bác sĩ tâm lý sẽ hỏi loại vấn đề xảo quyệt này. Nói xong, hắn thấy thành viên đội 2, cùng với mấy đội viên bên cạnh đồng loạt nhìn qua. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trột dạ, chẳng lẽ những thứ này không phải vấn đề cố định. Đội 2, không phải, ôi đệch, mình có thể rút về lời vừa rồi không? Trương Nguyên Thanh đè nén sự xấu hổ cuồn cuộn trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là thấy tôi trẻ tuổi tuấn lãng, diện mạo bất phàm, cho nên mới đưa ra vấn đề như vậy, ha ha. Ha ha ha, thật không hổ là cậu, ra mặt đủ dày, đám người đội hai nghĩ, quan nhã bừng bừng hứng thú nói, vậy cậu trả lời như thế nào? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, tôi nói tôi không thích xem phim, tôi thích làm quan công sao. Quan nhã, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên cạnh lão ti cơ, yên lặng chờ đợi. Hắn tựa vào ghế dựa lưng, nhắm mắt trầm ngâm, hổ phu là đạo cụ loại quy tắc, hơn nữa là loại tầng cấp cực cao kia, lừa gạt ở trước mặt nó không có khả năng lớn lắm, bằng không, vô ngân đại sư sẽ không trả lời như vậy. Lần này tổng kiểm tra sức khỏe mời ra hổ phù mục đích là lôi ra hành giả chính phủ trong phân bộ Tùng Hải, bị ám dạ mân côi cùng tà ác tổ chức thu mua, khống chế. Cho nên, nội dung một lát nữa hỏi, khẳng định tương quan với nghề nghiệp tà ác cùng với ám dạ mân côi. Mà mình hai thứ đều không phải, nếu nhất định phải nói vết nhơ, chính là cùng tiểu viên, vô ngân các ngoại tộc trong nghề nghiệp tà ác này có lui tới ngắn ngủi, nhưng tạ Linh Hy có thể làm chứng cho mình, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm người nắm giữ công hôn cấp A, chút việc nhỏ này, nhiều nhất bị hỏi trách cùng cảnh cáo, không có việc lớn, huống chi phó thanh dương là cấp trên của mình. Chuyện truyền nhân ma quân, chủ yếu là thái nhất môn đang điều tra, ngũ hành minh cũng không ham thích, đại khái là sẽ không hỏi. Trương Nguyên Thanh Yên lặng phân tích xong, cảm thấy vấn đề không lớn. Đại khái nửa tiếng sau, thành viên đội hai lục tục hoàn thành khảo nghiệm của hổ phu, sau khi vương thái đi ra, Trương Nguyên Thanh tự giác đi về phía cửa phòng hỏi cuối hành lang. Phòng hỏi rất lớn, bố cục lại đơn giản, vị trí sát cửa sổ bố trí một cái bàn làm việc, sau bàn là phó thanh dương mặc trang phục đi làm màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa đẹp trai có một chiếc máy quay giá tam giác, ống kính hướng về bàn làm việc. Ngồi đi, cậu là một người cuối cùng, không cần lãng phí thời gian. Phó Thanh Dương nâng tay ra hiệu, Trương Nguyên Thanh gật đầu vào ngồi, tay phải Phó Thanh Dương vươn vào không trung, lấy ra một pho tường hổ thú đồng xanh to bằng bàn tay, làm tư thế ngẩng đầu rít gào, đầu hổ, sống lưng cùng đuôi hình thành một đường cong mượt mà. Gào, bên tai Trương Nguyên Thanh truyền đến tiếng rít gào gội rửa tâm linh, con người của hắn bỗng nhiên tan rã, nhìn thấy ở sâu trong thức hải, một con bạch hổ mắt sách thân thể thon dài nằm nghiêng, thần uy lẫm liệt, mắt hổ nghiêm khắc. Uy áp trước nay chưa từng có, sợ hãi trước nay chưa từng có. Trương Nguyên thanh sắc mặt trắng bệch, tay chân co giật, thân thể không chịu khống chế run rẩy. Đây là đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao, hắn cảm nhận được linh hồn run rẩy như rơi vào vực sâu. Phó Thanh Dương tay cầm hổ phù, khí tức trở nên uy nghiêm cao xa, giống như nguyên soái nắm giữ trăm vạn đại quân, chậm rãi mở miệng. Nguyên Thủy, cậu có phải cơ sở ngầm của ám dạ mân côi hay không? Dứt lời, Trương Nguyên Thanh thấy Bạch Hổ mắt sách trong thức hải uy nghiêm đánh giá hắn, tựa như chỉ cần hắn nói dối, sẽ vồ tới, cắn xé hắn thành mảnh vụn. Môi Trương Nguyên Thanh khẽ run rẩy, không phải. Phó Thanh Dương chờ đợi vài giây, thấy không có khác thường, khẽ gật đầu, hỏi ra vấn đề thứ hai. Cậu có âm thầm lui tới với nghề nghiệp tà ác hay không? Nghe được vấn đề, trong lòng Trương Nguyên Thanh muốn mắng mẹ kiếp, lý trí nói cho hắn nên giấu, theo bản năng lại trước một bước, ở dưới mắt hổ nhìn chăm chú, thổ lộ chân tướng. Có, chương 418, cung chủ quay về một. Phó Thanh Dương nheo mắt lại, nhưng, nhưng tôi cảm thấy, tôi nên giải thích một chút. Trương Nguyên Thanh giọng run run nói, tựa như nữ nhân bôn ba ở trong gió lạnh. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, hắn nứt quãng mang tình huống kết bạn xấu hổ làm cha, thay gã truyền lời báo cho Phó Thanh Dương, nhưng che giấu địa chỉ khách sạn vô ngân. Tình huống sự việc chính là như thế, tạ ra tạ Linh Hy có thể làm chứng cho tôi. Mặt khác, tôi không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Lời trên đây đều là nói thật, chỉ là mang không lui tới nữa, khéo léo nói thành không có quá nhiều tiếp xúc. Dưới uy áp của hổ phù, hắn không thể nói chuyện, nhưng nhìn ngẫm từng chữ một không ở phạm trù năng lực của đạo cụ, chỉ cần phó thanh dương không soi mói, hắn tự tin vấn đề này có thể không đau không ngứa vượt qua được, ít nhất không có di chứng quá lớn. Phó thanh dương giọng điệu lạnh nhạt đánh giá. Chuyện này, tôi sẽ phản hồi cho cậu trưởng lão, về phần thái độ của hắn đối với việc này, cậu liền mặc cho số phận đi. Giọng điệu không tốt, nhưng lướt qua rất nhanh. Một vấn đề cuối cùng, là Thái Nhất Môn nhờ tôi hỏi, Phó Thanh Dương sửa lại tư thế ngồi, nói cậu là truyền nhân ma quân sao? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trắng bệch như tờ giấy, không thể dùng bất cứ lời nào miêu tả tâm tình Trương Nguyên Thanh giờ phút này, nếu nhất định phải có, đó chính là đạch. Thái Nhất Môn còn chưa bỏ qua tìm kiếm truyền nhân ma quân, quyết tâm tìm truyền nhân ma quân của bọn họ lớn như vậy. Mình nên làm cái gì bây giờ? Truyền bạch hổ trong đầu cho tiểu đậu bỉ. Không được, tiểu đậu bỉ không chịu nổi uy áp của bạch hổ, sẽ hình thần câu diệt ngay lập tức, ngả bài. Đánh thuộc một phen tình nghĩa của Phó Thanh Dương đối với mình. Nếu ngồi ở nơi đó là quan nhã còn có khả năng. Phó Thanh Dương hẳn là ở lúc thao túng thiên đạo bất công, đã dâng lên nghi ngờ đối với mình, lúc ấy chưa nói, là gồng đại chiêu, chờ hổ phù đến. Nhưng cũng không đúng, lấy mắt lửa ngươi vàng cùng đạo cụ của hắn, cho dù không có hổ phù, cũng có thể khiến mình thổ lộ nói thật. Không ngờ vẫn là đi đến một bước này, hiện thực vĩnh viễn sẽ không tiến hành dựa theo tâm ý của ngươi. Cả người trương nguyên thanh kịch liệt run rẩy như là chim cút lâm vào trong sợ hãi, nhưng thật ra hắn đang rằng co với bạch hổ mắt sách trong thức hải, cố gắng kháng cự, tuy dốc hết toàn lực đấu tranh, cũng chỉ là trì hoãn thời gian thổ lộ chân tướng. Suốt cuộc, hắn mở miệng, phun ra một chữ tôi mồ hôi như hạt đậu tí tách từ trán lăn xuống. Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, cậu cái gì? Trong thức hải, con bạch hổ mắt sách kia chậm rãi đứng lên, tựa như chuẩn bị cắn người. Sự sợ hãi bùng nổ trong lòng Trương Nguyên Thanh, linh thể run rẩy, ngay tại lúc hắn muốn thẳng thắn thân phận, nói ra sự thật bản thân là truyền nhân ma quân, đột nhiên, ở sâu trong thức hải, một luồng thái âm lực trí âm trí thuần trào ra mãnh liệt. Luồng lực lượng này giống như nước lũ vỡ đê, cọ rửa linh thể của hắn, cuối cùng ở sâu trong thức hải, ngưng tụ thành một vầng trăng tròn màu đen thật lớn. Ánh trăng mông lung hư ảo chiếu xuống, bao trùm linh thể trương nguyên thanh, hắn cảm giác được một loại thoải mái cùng nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, giống như trẻ sơ sinh trở về cơ thể mẹ. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, trương nguyên thanh lại nhìn về phía con bạch hổ mắt sách kia, nó vẫn nghiêm nghị uy vũ như cũ, làm người ta sợ hãi phát ra từ trong lòng, nhưng phần uy áp khiến linh hồn hắn run rẩy kia đã biến mất. Không, không phải biến mất mà là bị ánh sáng của trăng tròn màu đen che chắn, Trương Nguyên Thanh cảm thụ được bầu trời chiếu xuống thái âm lực, bắt nguồn từ bản năng của thần dạ du, hắn phúc trí tâm linh suy luận ra bản chất của trăng tròn màu đen, nó tượng trưng cho âm tính, tượng trưng cho bí ẩn. Đây là lực lượng của thẻ nhân vật, có thể đối kháng lực lượng của đạo cụ loại quy tắc. Nó quả nhiên không chỉ là vượt qua phó bản thường cho đạo cụ đơn giản như vậy, thái nhất môn tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm truyền nhân ma quân, không phải không có lý do, phương diện này cất giấu tin tức mình không biết, trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc hắn giờ phút này hoàn toàn thoát khỏi hổ phù trấn nhiếp nhưng mặt ngoài vẫn kinh sợ như cũ như rơi vào vực sâu ở trong ánh mắt càng thêm sắc bén của phó thanh dương trương nguyên thanh để dây thanh không ngừng run rẩy tôi không phải ma quân truyền nhân khi nói ra câu này trương nguyên thanh nhìn vào bên trong thức hải trong lòng run sợ quan sát phản ứng của bạch hổ mắt sách nó vẫn duy trì tư thái uy nghiêm nguy nga bất động giấu giấu được rồi trương nguyên thanh suýt nữa như chút được gánh nặng thở vào một hơi nhưng cân nhắc đến Phó Thanh Dương chưa triệt hồi hổ phù, liền cưỡng ép nhịn xuống. Phó Thanh Dương theo thường lệ chờ đợi vài giây, thấy không có khác thường, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của hắn lập tức dịu đi, năm ngón tay siết chặt, hổ phù biến mất, trở về ô vật phẩm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phối hợp dựa vào phía sau, sụi lơ ở trên ghế dựa cao, kịch liệt thở dốc. Chương 419, cung chủ quay về hai. Phó Thanh Dương đứng dậy, đi đến trước máy quay phim, tắt thiết bị này. Quay về bên cạnh bàn ngồi xuống, cho Trương Nguyên Thanh gần 10 phút thời gian giảm sóc, đợi hắn hít thở khôi phục bình thản, sắc mặt không tái nhợt nữa, Phó Thanh Dương mở miệng nói kế tiếp là thời gian chúng ta tán gẫu riêng. Nguyên Thủy, tôi nghĩ mời cậu gia nhập Bạch Hổ Vệ. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái nhũn ra dựa vào ghế dựa lưng, Bạch Hổ Vệ. Bang phái Bách Phu Trưởng sáng tạo, hắn nhớ tới Linh Quân từng nói chi tiết này. Đúng vậy, Phó Thanh Dương gật đầu, Bạch Hổ Vệ trước mắt là bang phái cấp 3, có thể chiêu nạp 20 thành viên bang phái. Tôi đã chiêu nạp 15 vị, cái ghế thứ 16, tôi muốn cho cậu. Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút trần chờ. Bạch Hổ Vệ là tổ chức thuộc về tôi, có một bộ phúc lợi độc lập với chính phủ, lương mỗi tháng 100 ngàn, phân phối một căn nhà khu vực vàng của thành phố tuyến 1 tuyến 2, giá trị không thua dưới 20 triệu. Mặt khác, sẽ có một câu lạc bộ chuyên môn phục vụ cho Bạch Hổ Vệ, cậu có bất cứ nhu cầu gì, đều có thể liên hệ bọn họ. Mua xa xỉ phẩm, xe sang, cùng với các loại nhu cầu cần thân phận, đều có thể tìm bọn họ đi làm. Bao gồm thứ cậu thích, cô gái đi tất chân màu đen, cậu lạc bộ sẽ thay cậu tìm đến một đống. Trương Nguyên Thanh nghe mà trợn mắt há hốc mồm, khi nghe tới một câu cuối cùng, lại cảm thấy ý kiến của Bách Phu trưởng đối với hắn ngoan cố hơn nữa không đủ khách quan. Mình là loại háo sắc đó, mà yêu cầu của tôi đối với các người chỉ có một, đó chính là mệnh lệnh của tôi phải cao hơn ngũ hành minh. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, dùng lời cổ đại mà nói, Bạch Hổ Vệ là huynh đệ, cũng là tư binh của tôi. Đương nhiên, chúng ta ở bề ngoài là bang phái dưới trướng Bạch Hổ binh chúng. Đối phương cho quá nhiều rồi, Trương Nguyên Thanh không trần chờ nữa, cao giọng nói, nguyện ý quên mình phục vụ cho Bách Phu trưởng. Rất hiển nhiên, Phó Thanh Dương muốn bồi dưỡng hắn thành thành viên tổ chức của bản thân. Ở trong kim tự tháp quyền lực của chính phủ hướng lên trên leo lên, cái dũng của cá nhân thất phu không có ý nghĩa lớn, công tử ca hào môn này cao ngạo lạnh lùng, nhưng không hổ là xuất thân đại gia tộc, nên biết đều biết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán như thế, nhưng vẫn hỏi ra, bách phu trưởng vì sao phải mời tôi. Rất sớm trước đó, tôi đã muốn mời cậu gia nhập bạch hổ vệ, nhưng cậu trưởng lão nói, điều kiện tiên quyết là có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Phó Thanh Dương nói, đương nhiên, cho dù cậu trưởng lão không nói, tôi cũng sẽ mời chào cậu, ngươi là kẻ khiến tôi thưởng thức nhất trong một đám thiên tài tôi quan sát. Nói tới đây, thiếu gia phó ra vẻ mặt cao ngạo, giống như quân vương trẻ tuổi chỉ điểm Giang Sơn trên đời này thiên tài rất nhiều nhưng ở trong mắt tôi đại bộ phận đều là rác rưởi linh quân là thiên tài nhưng quá lười nhác bùn nhão không đắp được tường quan nhã là thiên tài nhưng không có một trái tim cường giả thích ứng trong mọi tình cảnh cho nên cũng là rác rưởi khương tinh vệ thiên phú cực cao đầy đầu óc lại chỉ muốn đánh nhau cô ấy tu hành là vì cô ấy thích đánh nhau mà không phải khắc khổ hướng lên trên cho nên vẫn là rác rưởi nữ nguyên soái bạch hổ binh chúng thiên phú mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng nhưng sự cố gắng của cô ấy không xứng với thiên phú của cô ấy cho nên cô ấy cũng là rác rưởi trương nguyên thanh nghe mà kinh hồn táng đảm thầm nhủ bách phu trưởng lời này cũng không nên nói chuyển đến trong tai hoàng thượng là phải chặt đầu nhưng người nọ sau bàn lạnh lùng cao ngạo giống như hắn mới là trí tôn trên vạn người phó thanh dương tiếp tục nói nguyên thủy cậu và bọn họ không giống nhau cậu có nội tâm thâm trầm hơn bề ngoài khéo đưa đẩy hơn cùng với tinh thần khắc khổ hơn so với bạn cùng lứa tuổi đây là tôi trải qua quan sát ra kết luận ba phần báo cáo phó bản cấp s khiến tôi biết cậu có tính dẻo dai ở trong nghịch cảnh càng kìm kẹp càng dũng mãnh một điểm này rất giống tôi phẩm chất như vậy so với thiên phú càng thêm quan trọng giống anh cư thật nhi thần cảm tạ phụ hoàng yêu ái trương nguyên thanh nhịn không được muốn lẩm bẩm hắn bỗng nhớ tới quan nhã từng nói phó thanh dương lúc còn trẻ thiên phú cực kém không được trưởng bối gia tộc coi trọng bị đứa nhỏ cùng trang lứa xem thường lại liên tưởng đến lời vừa rồi, cùng với Phó Thanh Dương về sau phát tích, Trương Nguyên Thanh có chút hiểu công tử ca cao ngạo này, vì sao sẽ yêu ái như thế đối với mình. Cảm tạ bách phu trưởng bồi dưỡng, Trương Nguyên Thanh vội vàng hiến dâng cảm tạ cùng nịnh hót. Rời khỏi bệnh viện đường thị, Trương Nguyên Thanh không ngồi xe của Lý Đông Trạch, lấy cớ trường học có tiết, rời khỏi một mình. Hắn đi ở bên đường dòng xe cộ lao vun vút, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ hai vấn đề. Một, trăng tròn màu đen, Chương 420, cung chủ quay về ba. Mình nhớ Viên Đình từng nói, linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ cập nhật lại thẻ nhân vật, nhưng linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, cập nhật lại khó có thể hoàn toàn, cho nên sẽ để lại một chút đặc thù. Nhưng lực lượng này có phải quá đáng lắm rồi hay không? Có thể ngăn cản đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao, tuyệt đối là lực lượng cấp bậc cao, hẳn là không có khả năng bảo lưu lại nhỉ. Có lẽ, đây là nguyên nhân thái nhất môn đau khổ tìm kiếm truyền nhân ma quân. Hoặc là một bộ phận của nguyên nhân, cái này cũng là chuyện tốt, từng chút một cởi bỏ lớp khăn che mặt của thẻ nhân vật, vẫn tốt hơn so với cái gì cũng không phát hiện được. Đáng tiếc, lực lượng kia không chịu mình khống chế, mình thậm chí không phát hiện được nó tồn tại. Bản năng thần giả dạ du nói cho mình biết, đó là ngọn nguồn của thái âm, tượng trưng cho bí ẩn. hai Bệnh cũ đau đầu, có lần tổng kiểm tra sức khỏe này, hắn ý thức được bệnh đau đầu không bình thường. Trước kia chưa đi suy nghĩ sâu xa bệnh đau đầu, là vì một sinh viên bình thường năng lực có hạn không thể làm gì được